Người cha mới sáng sớm đã vác về nhà một người phụ nữ. Con trai vội vã khấu đầu gọi một tiếng mẹ, chẳng lẽ cậu bé này đã nhận lầm người rồi ư? Bản thân cô được gả cho trưởng tử của đại thần triều đình. Còn chưa kịp động phòng thì phu quân qua đời, tuổi đời còn rất trẻ đã trở thành một quá phụ. Mẹ chồng luôn cảm thấy cô rất chướng mắt, động một chút là lớn tiếng la mắng cô thậm tệ. Hôm nay là ngày giỗ của phu quân, là ngày đi tới miếu tử để dâng hương. Trong một năm, chỉ có ngày này là cô có thể ra khỏi nhà để hít thở không khí trong lành. Nhìn thấy sự náo nhiệt trên phố, cô nhanh chóng quên đi nỗi buồn bị la mắng sáng nay. Cô và Nhũ Nương vừa đi vừa ngắm phố phường, phút chốc đã đi tới miếu tử. Sau khi hành lễ với lão phương trượng, đang định đi vào trong thì bắt gặp một nhóm người đang đánh nhau, một tiểu tử bị người đàn ông to con ném từ trong cửa tiệm ra ngoài. Đúng lúc ngã xuống ngay dưới chân cô và nằm bất động, xung quanh bỗng trở nên yên lặng, mọi người đều tưởng là tiểu tử này đã hẹp. Cô cũng cảm thấy sợ hãi vội bước lùi về sau, chỉ nhìn thấy tiểu tử này đột nhiên mở to mắt, lung cồm bò dậy và kéo áo của mình ra, để lộ bộ ngực cường tráng. Điều này khiến cho mọi người đều đỏ cả mặt, Nhũ Nương cũng bất giác buông lời khen ngợi. Tiểu tử này tên là Bagu, vài năm trước vợ anh ta bởi vì đem lòng yêu bạn của anh ta nên đã bỏ đi ngay trong đêm. Đến nay không rõ tung tích, để lại một đứa con trai cùng anh ta sống qua ngày, cùng với người đàn ông quá vợ tên Chun Bae ở cùng làng. Suốt ngày rảnh rỗi không có việc gì để làm, nếu không phải là giúp người khác đòi nợ thì là bắt cóc quá phụ. Những người quá phụ nếu như có tình cảm với người đàn ông khác là một việc không được chấp nhận. Nhưng nếu như một người đàn ông đem lòng yêu một quá phụ thì sẽ bỏ tiền ra thuê người bắt cóc quá phụ này về nhà, sau đó sẽ có thể cùng sống bên nhau với quá phụ này. Có trường hợp hai người thương yêu nhau, cũng có trường hợp bị cưỡng bức, chỉ là trường hợp quá phụ đó bị cưỡng bức bắt đi thì cũng không thể quay trở về. Vào thời đại trọng nam khinh nữ thời phong kiến, sự trong sạch của người phụ nữ là rất quan trọng, quyền lựa chọn là hoàn toàn nằm trong tay của đàn ông. Chun Bae lại nhận được một công việc mới, một ông lão đã nhắm trúng quá phụ của một nhà nọ. Ban đầu Bagu không đồng ý, anh ta cảm thấy hai người không hạnh phúc thì sẽ hại đời của người phụ nữ đó. Tuy nhiên lại không kìm lòng được vì ông lão đó trả giá rất cao. Hai người lập tức đồng ý dự định đi bắt cóc người quá phụ đó. Đêm khuya vắng lặng, Chun Bae trong lúc chờ đợi Bagu thì đã uống chút rượu. Sau khi tới nơi thì lại không nhớ rõ là gia đình bên tay phải hay là gia đình bên tay trái. Điều này khiến cho Bagu tức điên người, quát mắng người hàng xóm này. Chun Bae trèo lên tường nhìn vào trong vườn có một người phụ nữ đang mặc tang phục, không sai chính là nhà này rồi. Thế là Bagu trèo tường vào trong, để lại Chun Bae ở bên ngoài canh chừng. Bagu đứng từ xa nhìn thấy người phụ nữ mặc áo trắng cầm đèn lồng trên tay đang đi tới. Anh ta đứng nấp ở góc khuất, đợi tới khi người phụ nữ này phát hiện ra anh ta thì cô đã bị một cái túi úp thẳng lên đầu. Bagu vác cô lên vai và chạy đi. Người phụ nữ trong phòng nghe thấy động tĩnh, chạy ra ngoài nhìn thấy có đạo tặc, bèn lớn tiếng hét lên bắt chộp. Bagu vác người phụ nữ lên vai và nhanh chân bỏ chạy. Chạy tới trước cửa hợp lại với Chun Bae, Chun Bae dẫn đường mang quá phụ vác tới trước cửa một hộ gia đình. Ở cửa đã có người chờ sẵn, đang định bước tới trước thì phát hiện có hai đại phu đang vội vã chạy tới. Thì ra hai người đứng trước cửa không phải đang chờ họ. Đại phu vội vàng chạy vào nhà và đóng cửa lại. Hai người họ đứng bên ngoài không biết phải làm sao. Chun Bae bảo Bagu vác người về trước, còn ông ta thì đi thăm dò tin tức. Bagu đã vác người phụ nữ đó về nhà mình. Con trai Cha Don nhìn thấy cha vác một người về, nhưng lúc cha ra ngoài thì đã lén lút mở túi ra. Nhìn thấy bên trong là đôi chân của một phụ nữ, phút chốc vô cùng phấn khởi. Cuối cùng thì cha cũng đã suy nghĩ thông suốt tìm một người mẹ về cho mình. Còn về phía Bagu thì anh ta vô cùng sầu não. Người thuê mình chết rồi, nên anh ta phải đem người mang trở về. Nhưng không ngờ mời thần tới thì dễ mà tiễn thần đi thì khó, Bagu đã giúp một ông lão bắt cóc một quá phụ về nhà. Đang định đưa tới nhà ông lão thì nghe nói ông lão đó đã chết, không còn cách nào khác đành phải vác trở về nhà trước. Con trai Cha Don cười híp mắt, nhìn vào người phụ nữ bị bắt cóc về nhà, tưởng lầm rằng là cha mình đã giúp mình tìm một người mẹ. Vô cùng phấn khởi quỳ xuống gọi mẹ, cha không biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng con trai thì lại không như thế, cậu bé rất thích người mẹ mới này. Bèn dự định cởi trói cho cô ta, kết quả vừa nhìn kỹ, người mẹ này hình như cậu bé đã gặp ở đâu rồi. Suy nghĩ kỹ càng, hôm qua khi đi chơi ở miếu tử, cậu bé đã nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp nho nhã. Khi đó cậu bé đã nghĩ nếu người phụ nữ đó mà làm mẹ của mình thì tốt biết mấy. Tiểu hòa thượng đứng bên cạnh bảo cậu bé đừng nói bậy. Người phụ nữ này chính là công chúa Điện Hạ, là con gái duy nhất của vua Quang Hegan. Trời ơi, cha to gan thật đấy, không ngờ lại bắt cóc công chúa Sukyung về đây. Công chúa Sukyung liên hôn chính trị, vua cha đã gả cô cho con trai của một đại thần. Hôn lễ còn chưa được tiến hành, động phòng cũng chưa thì cô đã trở thành một quá phụ. Lúc này Bagu từ bên ngoài trở về, Cha Don nói với cha về thân phận của người phụ nữ này. Ban đầu Bagu không tin, nhưng sau đó suy nghĩ kỹ lại khi vác cô ta đi. Phía sau có người phụ nữ chạy theo gọi cô ta là Điện Hạ. Khi đó anh ta cũng không hề quan tâm, bây giờ hoàn hồn lại, phút chốc cảm thấy sợ hãi ngồi hẳn xuống đất. Công chúa Sukyung cũng đã nhận ra người bắt cóc mình chính là người đàn ông đánh nhau trước cửa miếu tự hôm trước. Ở nhà chồng cô, mọi người phát hiện con dâu biến mất, tưởng lầm là kẻ thù tìm tới nhà. Cha chồng của công chúa Sukyung là đại thần triều đình, ủy viên quốc vụ viện cánh tả Ji Cheom. Có thể nói ông ta dưới một người mà trên vạn người. Có thể ngồi lên được vị trí này chắc chắn ông ta có thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Gia tộc bị diệt môn trong tay ông ta không chỉ có một. Ban ngày ban mặt mà con dâu bị bắt cóc, tin này mà lộ ra ngoài sẽ làm tổn thất danh dự gia tộc. bất luận thế nào cũng phải tìm cho được con dâu, nhưng lại không thể tìm kiếm một cách công khai, nhất là để vua biết được thì vị trí của ông ta chắc chắn không thể bảo toàn. Điều gì càng lo sợ thì càng xảy ra điều đó. Nhà vua đột nhiên nhớ nhung công chúa Sukyung mà ông đã lâu không được gặp. Vài ngày trước là ngày giỗ của phò mã, công chúa gả vào nhà của ủy viên đã trở thành quá phụ, nên trong lòng có chút tự trách, bèn muốn mượn cớ gặp mặt công chúa Sukyung. Ji Cheom phải tìm được công chúa Sukyung trong vòng một ngày. Bagu sau khi biết được thân phận của công chúa, bèn đi tìm Chun Bae để bàn bạc đối sách. Cha Don giúp cởi trói cho công chúa Sukyung, còn nấu cơm cho cô ăn. Nhìn thấy cậu bé trước mặt, tuổi đời còn nhỏ nhưng nấu cơm may vá, việc gì cũng biết làm. Công chúa Sukyung lương thiện bỗng động lòng trắc ẩn, Cha Don cũng rất yêu mến cô, hỏi cô không quay trở về có được không? Đừng thấy tính khí của cha nóng này như thế, thật ra cha rất lương thiện. Cha hoàn toàn không có hứng thú với những người phụ nữ xinh đẹp, tất cả cũng bởi vì mẹ của cậu bé. Còn chưa nói dứt lời thì Bagu sau khi nghĩ ra được đối sách đã đẩy cửa bước vào ngăn Cha Don lại. Khi nhìn thấy người đàn ông dữ dằn trước mặt, bằng bản năng công chúa Sukyung đưa tay bảo vệ Cha Don. Bagu muốn đưa Sukyung quay trở về nhà, bèn hỏi công chúa nếu như anh ta đưa cô quay về thì cô có cho người tới bắt họ hay không. Công chúa Sukyung bảo đảm tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện này. Thế là nhân lúc trời tối, hai cha con bèn vác theo công chúa Sukyung lén lút quay trở lại phủ. Nhưng anh ta phát hiện con đường ngày thường vốn dị yên tĩnh, không ngờ lại thắp lửa rực sáng. Bagu nghe ngóng thì mới biết được nhà chồng của công chúa Sukyung vì để che giấu chân tướng sự thật, không ngờ đã lừa dối nhà vua rằng công chúa Sukyung đã quyên sinh. Người đàn ông này đã nhầm lẫn công chúa là quá phụ mà anh ta giúp thay đổi số phận nên đã bắt cóc mang về nhà mình. Bây giờ muốn đưa cô trở về nhưng đã không thể được nữa. Nhưng để trong nhà thì lại nuôi không nổi, nếu giết chết thì cảm thấy rất đáng tiếc. Anh ta nghĩ đi nghĩ lại cũng không ra cách, chỉ có thể là bán cô gái này cho người khác. Anh ta tìm tới một gánh hát và bán được 3 lượng bạc. Anh ta nói với chủ gánh hát rằng người phụ nữ này bị điên, đừng nghe những lời bậy bạ hồ đồ của cô ta, tuyệt đối không được tin những lời như là nói bản thân mình là công chúa. Chủ gánh hát đưa tiền cho Bagu. Lúc này Cha Don chạy tới, đập vào tay của cha làm rơi 3 lượng bạc trên tay, và bảo vệ Sukyung ở phía sau mình hét lớn lên rằng không được đem bán mẹ của mình đi. Chủ gánh hát vừa nhìn thì cảm thấy người đàn ông trước mặt là một người tàn nhẫn, vợ của mình mà cũng đem bán. Bagu đưa tay bế Cha Don lên, cũng không quan tâm Sukyung ở phía sau đang khóc đau lòng tới mức nào, không hề quay đầu lại mà bỏ đi một mạch. Chủ gánh hát vừa nhìn thì thấy đây là một đại mỹ nhân, đem bán vào lầu xanh thì thật uổng, chi bằng tự mình tận hưởng trước. Sukyung vừa căm hận vừa sợ hãi, nhưng chân tàn của cô đều đã bị trói chặt, cũng không cách nào hét lên cầu cứu. Cô bây giờ trông giống như gà nằm trên đĩa chuẩn bị chờ thịt. Khi chủ gánh hát háo sắc sắp sửa thực hiện dự định của mình thì Bagu lúc này đã hối hận quay lại. Chủ gánh hát nhìn thấy tiền tiểu tử này đã bán rồi còn đòi lại, cầm vũ khí lên và đánh vào Bagu, nhưng đã bị anh ấy đánh trả lại một cú đấm. Bagu vội vàng giúp cởi trói cho hai tay của Sukyung. Sukyung sau khi được cởi trói đôi tay không nói không rằng tát một cái tát thật mạnh vào mặt Bagu, mắng anh ta không bằng loài cầm thú. Bagu bị đánh cũng không có phản kháng nào, dù sao thì bản thân đã làm sai, bị đánh cũng đáng lắm. Anh ta nói lời xin lỗi với công chúa, sau đó quyết định đưa công chúa quay về hoàng cung để đi tìm phụ hoàng của cô. Nhà chồng cô vì muốn bảo toàn thanh danh gia tộc đã nói dối trước thiên hạ rằng công chúa Sukyung đã quyên sinh để bảo toàn trinh tiết vì chồng, nhưng hoàng hậu là người hiểu con gái mình hơn ai hết nên một mực không tin. Với tính cách lạc quan của Sukyung thì cô tuyệt đối không thể quyên sinh, thế là yêu cầu nhà chồng phải khai quan xác nhận, nhưng nếu khai quan thì sẽ bại lộ mất. Ji Cheom đại nhân nói rằng trạng thái chết của công chúa không được yên ổn, lo lắng nương nương sau khi nhìn thấy sẽ bị đả kích nặng hơn nữa. Nương nương nổi giận một mực yêu cầu được nhìn thấy, nhưng Ji Cheom từ đầu tới cuối đều tìm đủ mọi lý do để ngăn cản nương nương. Nương nương đau khổ phẫn nộ cuối cùng hôn mê bất tỉnh. Không chỉ nương nương không tin Sukyung đột nhiên quyên sinh, mà ngay cả em chồng là Deok cũng không tin. Deok và Sukyung quen biết nhau từ nhỏ tới lớn, có thể xem như là thanh mai trúc mã. Tuy nhiên cha của anh ta lại thỉnh cầu hoàng thượng gả Sukyung cho nhị ca của anh ta. Sukyung trở thành nhị tẩu của anh, tình cảm yêu đương dành cho nhị tẩu cũng chỉ có thể âm thầm chôn sâu tận đáy lòng. Anh ta rất hiểu tính cách của Sukyung và cho rằng cô không thể quyên sinh. Deok đang nghỉ ngơi trong một trà quán khi đang trên đường đi xử lý công việc bên ngoài thì bắt gặp một quan binh đang đi đưa thư, thuộc hạ dùng tiền mua chuộc quan binh. Anh ta biết được tin nhị tẩu qua đời, nhưng dù có bị đánh chết thì anh ta cũng không tin. Deok phải xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Anh ta muốn khai quan để chứng thực, đại ca muốn ngăn cũng không ngăn được, cuối cùng bị cha của mình là đại nhân Ji Cheom mắng một trận tơi tả. Đột nhiên anh ta nhớ tới nhũ nương là cung nữ Jo, người luôn ở bên cạnh Sukyung. Thế là đại ca đi theo anh ta cùng tìm tới cung nữ Jo để hỏi cho ra lẽ. Người nhà của cung nữ Jo từ trên xuống dưới, tính mạng của tất cả mọi người đều đã bị Ji Cheom bắt làm con tin. Không còn cách nào khác đành phải nói dối, bà nói rằng là do mình đã không chăm sóc tốt cho công chúa. Vừa khóc vừa cầu xin được ban cho cái chết. Đại ca nhìn thấy cung nữ Jo đã không nói lung tung, sau khi khuyên giải vài câu bèn rời khỏi đây. Cung nữ Jo nhìn xung quanh thấy không còn ai bèn gọi Deok, đem sự thật việc công chúa bị bắt cóc nói lại với anh ta. Bagu và con trai dự định hộ tống công chúa quay về hoàng cung, vừa ra khỏi cửa thì đã bị vài người mặc áo đen bắt gặp. Chun Bae đã bị bắt giữ, đang dẫn đường cho những người này. Bagu nhìn thấy thế kéo theo Sukyung và con trai lập tức bỏ chạy. Ji Cheom lo sợ lời nói dối của mình bị vạch trần, bèn phái người đi trừ khử con dâu. Sau khi thuộc hạ đi điều tra thì biết được con dâu bị đóng gói bắt đi. Thế là họ nhanh chóng bắt giữ bạn thân của Bagu là Chun Bae. Tuy Chun Bae là một người vô công dỗi nghề, nhưng ông ta cũng là một người trọng tình nghĩa. Trong tình huống một mình không đánh lại số đông, ông ta đã dẫn đường lung tung, nhưng vẫn là đã bị tên thị vệ nhanh mắt nhận ra được hình bóng của công chúa. Bagu dẫn theo công chúa và con trai bỏ chạy thục mạng. Sau đó cả bà trốn vào trong một căn nhà cỏ và nghe được thích khách ở bên ngoài nói rằng bắt giữ được công chúa thì lập tức trừ khử. Tới lúc này Sukyung mới biết được cha chồng đã phái người đi giết mình. Lúc này một tên thích khách đã mở tấm bạt che cửa của căn nhà cỏ. Cả ba người họ sắp bị bại lộ tung tích, nhưng đúng ngay trong lúc này, Deok từ trên trời bay xuống, đạp chân lên một đầu của chiếc xe đẩy, đầu còn lại của chiếc xe đẩy đã hất tung tên thích khách khiến hắn ngã nhào xuống đất. Sukyung nhìn thấy là Deok đã tới thì rất ngạc nhiên, nhưng cũng xem như là đã có người tới cứu mạng mình. Thích khách nghe động tĩnh vội vàng chạy tới. Bagu nhìn thấy có người tới cứu Sukyung. Anh ta biết số thích khách này là do Ji Cheom đại nhân phái tới, dù sao thì bọn chúng chắc cũng sẽ không giết chết con của đại nhân. Thế là dắt tay Cha Don đi khỏi đây, nhưng bất luận họ bỏ trốn như thế nào thì đều có thích khách bao vây truy đuổi. Vừa quay đầu nhìn lại Sukyung đã bị vấp ngã. Còn Deok một mình không đánh lại số đông, thế là Bagu bảo Cha Don chạy trước, anh ta và Deok liên thủ đánh lui bọn thích khách. Sau đó thuyết phục Sukyung bỏ trốn trước, thích khách chỉ muốn lấy mạng của cô nên sẽ không làm gì Deok cả. Sukyung suy nghĩ thấy cũng có lý bèn bỏ trốn theo Bagu. Trong quá trình bỏ trốn, bàn chân Sukyung đã bị gai đâm vào, chảy rất nhiều máu. Cha Don nhìn thấy thì đau lòng khôn xiết, đang muốn giúp Sukyung băng bó vết thương, nhưng cậu bé đã bị cha đẩy ra. Bagu là một người thô lỗ, vừa bước tới thì không quan tâm điều gì cả, nhanh tay muốn cởi vớ của Sukyung ra. Sukyung không để mặc anh ta lỗ mãng như thế, một chân đá anh ta văng ra xa. Bagu tức giận lớn tiếng gầm lên với Sukyung, đã lúc nào rồi mà còn quan tâm nam nữ thụ bất thân. Anh ta yêu cầu Sukyung đưa chân cho mình. Sukyung vừa nhìn thì ra Bagu chỉ là muốn giúp mình băng bó vết thương nên đã đưa chân cho anh ta. Bagu sau khi xử lý đơn giản vết thương dưới bàn chân cho Sukyung thì được Cha Don nhắc nhở là nên mua cho Sukyung một đôi giày. Bagu vừa nhìn vào đôi giày có bị rách thì cũng nghĩ quả thực không thể mang được nữa. Thế là anh ta đi ra ngoài chợ để mua giày, lựa chọn đi lựa chọn lại, cuối cùng ngắm được một đôi giày màu đỏ, nhưng vừa hỏi giá cả thì lại vô cùng đắt tiền. Ông chủ bán giày nói rằng đôi giày này được làm để cho công chúa xuất giá, nhưng công chúa còn chưa xuất giá thì đã trở thành quá phụ, do đó đã không thể mang đôi giày màu đỏ này. Bagu vừa nhìn quả thực vừa khớp, đắt tiền thì đắt tiền vậy, hỏi ông chủ có thể tặng thêm cho anh ta một đôi vớ hay không. Sukyung sau khi mang đôi vớ và giày mới vào thì chuẩn bị lên kế hoạch vào cung gặp phụ hoàng, nhưng không ngờ khắp nơi đều là người của Ji Cheom đại nhân. Sukyung chỉ cần bị phát hiện thì sẽ lập tức bị giết chết, ngay cả cửa thành cũng không thể tới gần, đừng nói là cửa hoàng cung. Sau đó họ đi tới gần con sông, nơi các cô cung nữ đang giặt quần áo. Cha Don nghịch ngợm ném đá xuống mặt nước, khiến nước bắn lên tung tóe và thành công trong việc làm cho một cung nữ nổi giận. Cô ta đuổi theo Cha Don đòi đánh, Bagu nhân cơ hội đó đã lấy trộm cái thau của cung nữ. Sukyung ăn mặc như dáng vẻ của một cung nữ, xếp hàng đợi vào hoàng cung, nhưng không ngờ rằng còn cần phải có hán phụ. Sắp tới lượt của cô rồi, cô không biết phải làm thế nào và đứng chết chân tại chỗ. Đột nhiên Cha Don chạy tới đưa cho cô một cái hán phụ, thì ra Cha Don đã lấy trộm từ một cô cung nữ khác để đưa cho cô. Sukyung đã đưa hán phụ cho thị vệ và thuận lợi qua cửa. Đây là một người phụ nữ lợi hại, phi tử của điện hạ phải mang quà tặng quý giá để hối lộ bà ta. Một khi bà ta không vui thì sẽ lập tức bỏ đi. Lão gian thần xảo quyệt Ji Cheom muốn cùng bà ta nghỉ ngẫm thành ý, ngay cả điện hạ cũng muốn cùng bà ta thương nghị đại sự của triều đình. Bà ta chính là Thượng Quan Kim, to gan nhưng thận trọng và quỷ quyệt. Công chúa Sukyung khó khăn lắm mới vào được hoàng cung nhưng lại không thể gặp mẫu thân. Mẫu thân bởi vì thông tin cô qua đời nên đã bị đả kích nghiêm trọng, ngã bệnh không dậy nổi. Ngay cửa thẩm điện của mẫu thân có người canh giữ, cô không vào được. Thế là cô bèn lấy cây châm cài tóc của mình đưa cho một tiểu cung nữ, nhờ cậy tiểu cung nữ đem cây châm cài tóc này đưa tới cho Thượng Quan Han trong thẩm điện của mẫu thân. Thượng Quan Han nhìn thấy cây châm thì cũng giống như gặp được người, nhất định sẽ tới gặp cô. Chỉ là khi tới thời gian và địa điểm đã hẹn trước, người tới đây lại không phải là Thượng Quan Han, thì ra cô tiểu cung nữ khi nãy là một kẻ nịnh hót, chớp mắt đã đem cây châm đó giao lại cho Thượng Quan Kim. Phút chốc Sukyung đã hiểu rõ, mẫu thân vẫn chưa biết cô vẫn còn sống. Sukyung không dám khẳng định Thượng Quan Kim này là người bên cạnh phụ hoàng hay là người của đại nhân Ji Cheom. Tuy nhiên, những lời của Thượng Quan Kim khiến cho trái tim cô như muốn chết đi. Thượng Quan Kim nói bất luận là đại nhân Ji Cheom hay điện hạ đều không hy vọng cô vẫn còn sống. Nếu như cô vẫn còn sống, Ji Cheom sẽ coi là lừa dối chủ tử điện hạ phạm vào tội khi quân, thậm chí còn có ý đồ mưu hại công chúa. Đây cũng tương tự như là tội mưu phản, sẽ phải bị mãn môn sao chạm. Nhưng ông ta cũng không phải là người dễ gây hấn, sẽ không ngồi yên chịu trói. Ông ta nắm giữ quyền hành thực tế tới 80% trong triều. Trảm thủ cả nhà ông ta cũng chính là một sự bức ép, khiến ông ta thật sự tạo phản. Thượng Quan Kim ghé sát vào tai Sukyung nói hãy biến mất khỏi thế gian này để mọi chuyện được yên ổn. Vừa mới dứt lời thì phía bên này vang lên giọng nói của điện hạ. Điện hạ ban đêm mất ngủ nên đi ra hậu hoa viên dạo vài vòng. Đúng lúc đi tới bên này thì nhìn thấy Thượng Quan Kim đang thì thầm bên tai với một cô gái. bèn hỏi Thượng quan Kim đang ở cùng với ai. Sukyung vội vàng cúi thấp đầu xuống. Thượng quan Kim nói rằng đây là tiểu cung nữ của phòng giặt giũ. Điện hạ yêu cầu tiểu cung nữ ngẩng đầu lên. Sukyung từ từ ngẩng cao đầu. Điện hạ nhìn thấy gương mặt của Sukyung nhưng lại làm ra vẻ là không nhận ra, bảo Thượng quan Kim đi theo mình và bỏ đi một mạch. Sukyung đứng yên tại chỗ, phút chốc hiểu ra tất cả. Phụ hoàng biết được đại nhân Ji Cheom lừa gạt ông ta, nhưng phụ hoàng đã lựa chọn từ bỏ cô. Bất giác những giọt nước mắt từ từ rơi xuống gương mặt cô. Điện hạ từ bỏ con gái của mình, cho dù là từ bỏ thì ông ta cũng phải lợi dụng Sukyung một lần. Ông ta bảo thị vệ bên cạnh đi tìm Sukyung, sau đó âm thầm giám sát động thái của đại nhân Ji Cheom, bắt lấy chứng cứ đại nhân Ji Cheom giết hại công chúa. Điện hạ biết được Ji Cheom đang huy động lực lượng của riêng mình chờ ngày tạo phản, bức ép ông ta giết chết mẫu thân của mình. Điện hạ muốn thông qua cái chết của Sukyung để gây áp lực lên thế lực của Ji Cheom. Sukyung thất thần, dẫn theo Cha Don ra khỏi cung. Hoàng cung đã không còn là nơi có thể cưu mang cô được nữa. Phụ hoàng cũng không còn là người có thể che chở cho cô. Khi ông ta đem gả cô cho con trai thứ hai của đại nhân Ji Cheom, cô còn chưa vào nhà họ thì đã trở thành quá phụ. Lần đó phụ hoàng đã từ bỏ cô một lần, lần này ông ta lại từ bỏ cô. Cô chán nản muốn rời khỏi kinh thành, nhưng đại nhân Ji Cheom đã hạ quyết tâm phải hạ sát cô cho bằng được. Tất cả các cửa cung đều được canh giữ nghiêm ngặt. Bagu mặc bộ áo tang, trên người có hành vi lén lút. Để thu hút sự chú ý của lính gác, Sukyung dẫn theo Cha Don nhân cơ hội đó lẻn ra khỏi cửa thành. Sau đó cô cũng đi theo hai cha con Bagu, thất thiểu bước đi mà không biết đi đâu. Cha Don ngây thơ cho rằng cả ba người họ từ đây có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, nhưng Bagu lại muốn chia tay công chúa ngay ở đây. Cha Don thật sự không hiểu cha của mình suy nghĩ như thế nào. Tuy Sukyung rất không nỡ rời xa, nhưng dù gì thì Cha Don cũng không phải là con ruột của cô. Cô chỉ là cô gái bị cả thế giới bỏ rơi mà thôi. Ngoài bộ áo tang trên người thì cô chỉ còn có đôi giày màu đỏ. Cô đã không còn gì cả, do đó cô cũng không còn gì có thể lưu luyến nữa. Một công chúa xuất thân danh giá, chỉ trong một đêm đã biến thành một dân thường không có gì trong tay, còn bị nhà chồng truy giết. Ngay cả phụ hoàng của mình cũng không hy vọng cô còn sống trên đời này. Thế là cô quyết định chìm người nhảy xuống vực sâu. Cha Don khóc lóc đòi công chúa, yêu cầu cha phải dẫn theo công chúa cùng sinh sống. Cậu bé muốn công chúa làm mẹ của mình, sau đó cậu bé đã đem việc gặp gỡ điện hạ ở trong cung. Nhưng ông ta lại không nhận con gái, nói lại toàn bộ cho cha của mình biết. Bagu nghe xong thì lương tâm không nỡ, anh ta yêu cầu Cha Don đứng yên tại chỗ. Còn mình thì chạy về tìm Sukyung, chạy tới bờ vực thì nhìn thấy bộ áo tang và đôi giày màu đỏ đang được sắp xếp gọn gàng ngay bờ vực. Anh ta hoảng hốt bò tới bên bờ vực và nhìn thấy Sukyung trông giống như một đóa hoa sen màu trắng đang từ từ biến mất dần dưới làn nước lạnh giá. Bagu không mang gì cả mà lập tức nhảy xuống nước, cứu được Sukyung đưa lên bờ. Cha Don khóc lóc chạy tới bảo công chúa đừng chết. Sukyung nhìn vào cậu bé trước mặt, một người không thân thích với mình nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi lại nảy sinh tình cảm sâu nặng như thế với mình. Trong một khoảnh khắc cô cảm thấy thật mãn nguyện và có lại niềm hy vọng vào cuộc sống. Không cần quan tâm là nhà chồng hay là quân vương, những ngày tháng tiếp theo cô phải sống vì chính mình. Chỉ là Cha Don không thể luôn gọi cô là công chúa điện hạ như thế. Cha Don nói rằng hay là gọi mẹ đi. Bagu đỏ mặt vội và ngăn cản, nếu như gọi mẹ thì trên danh nghĩa công chúa chính là mẹ của Cha Don rồi. Anh ta sợ Sukyung không đồng ý, như thế thì sẽ rất mất mặt, bèn bảo Cha Don đừng có gọi lung tung. Sukyung lại nói với Cha Don rằng có thể gọi cô là mẹ. Trong lòng Bagu như nở hoa, tuy nhiên ngoài mặt thì lại tỏ vẻ rất miễn cưỡng. Cả nhà ba người bèn đi tới một ngôi làng nhỏ, mua một căn nhà nhỏ cũ kỹ. Hai cha con bắt đầu dọn dẹp. Nhìn thấy hai cha con làm việc nhanh nhẹn như thế, còn cô thì lại không giúp được gì cả. Tiền tiết kiệm trên người Bagu đã không còn bao nhiêu nữa, còn công chúa ngoại trừ bộ áo tang trên người thì không có gì cả, do đó anh ta phải ra ngoài đi kiếm tiền. Nhưng nơi làng quê này không thể so sánh được với huyện thành, nhà nhà đều rất nghèo, làm gì có tiền mà thuê người làm việc. Bagu đã đi tìm mấy hộ gia đình cũng không kiếm được tiền. Kết quả anh ta chạy tới sòng bạc, vốn dĩ định thắng chút ít tiền, kết quả là anh ta đã thua sạch toàn bộ số tiền còn lại. Tuy nhiên cũng không phải là không thu hoạch được gì. Anh ta biết được ở đây sở dĩ mọi người đều nghèo túng như thế, tất cả là vì họ đã bị địa chủ trong làng bóc lột. Anh ta quay trở về nhà thì nhìn thấy con trai và Sukyung, hai người mỗi người cầm lấy một củ cải trên tay mà ăn. Hỏi ra thì mới biết trong nhà không còn gạo nữa. Vừa nói xong thì Sukyung đã bất cần đánh giấm một cái. Cả ba người nhìn vào nhau không nói được lời nào. Sukyung rất ngại ngùng, nếu như lúc này nói điều gì đó khác thì có lẽ đã không có chuyện gì. Sukyung đứng dậy bỏ ra ngoài. Con trai nhìn thấy cha của mình thì cảm thấy ông bố mình đã hết thuốc chữa, bèn hỏi anh ta ngày mai phải làm thế nào, biết ăn gì đây, đâu thể nào ăn củ cải mãi được. Bagu bảo cậu bé yên tâm, anh ta quyết định tối nay sẽ đi làm một vụ lớn. Con trai không ngờ rằng cái mà anh ta gọi là vụ lớn đó lại chính là trèo vào tường nhà của địa chủ giàu có trong làng. Vừa mới trèo qua định vào trong thì Cha Don đã chạy tới. Bagu nhìn thấy bèn đuổi con trai đi. Cha Don muốn canh chừng bên ngoài giúp cha mình, không còn cách nào khác anh ta đành phải tốc chiến tốc thắng. Bagu lén lút lẻn vào nhà địa chủ, khi nhìn thấy vợ chồng địa chủ ngủ say như chết, thế là bèn lén lút đi tới bàn trang điểm, mở ra từng cái hộp tủ nhỏ, bên trong toàn là các loại vàng bạc trang sức. Cũng chả trách tại sao người dân lại oán than như thế. Khi ra khỏi cửa thì bất cần bị gia đình bắt gặp. Anh ta nhanh chân trèo qua bức tường, kéo tay Cha Don bỏ chạy, bèn bỏ chạy thục mạng nhưng lại chạm mặt với Sukyung. Tuy cô rất tức giận nhưng không nể mặt hòa thượng cũng phải nể mặt Phật tổ. Cha Don tuổi tác còn quá nhỏ, không thể để bị người khác xem như trộm mà bắt đi. Cô nói Bagu chẳng lẽ muốn con trai sau này cũng đi làm đạo tặc hay sao? Bagu cãi lại, chẳng lẽ để cho con trai phải bị đói chết hay sao? Hai người càng cãi thì càng dữ dội, cuối cùng Bagu không chút kiêng nể mà bảo Sukyung đi chết đi. Sukyung tức giận mở cửa bỏ đi. Con trai khóc lóc yêu cầu cha phải đi nói lời xin lỗi với Sukyung. Lúc này Bagu cũng đã bình tĩnh lại, kết quả vừa bước ra ngoài thì không thấy người đâu cả. Đôi giày màu đỏ anh ta tặng cho Sukyung cũng được để lại dưới mái hiên nhà. Bagu nhìn thấy thế thì vô cùng hoảng hốt. Tất cả đều tại cái miệng dở hơi của mình, hai cha con chạy khắp nơi trong rừng sâu, nhưng vẫn không tìm được Sukyung. Cho tới buổi tối con trai quá mệt nên đã ôm lấy đôi giày đỏ mà ngủ thiếp đi. Còn lại một mình Bagu cầm theo cái đèn lồng, tiếp tục ra ngoài tìm kiếm, kết quả anh ta nhìn thấy Sukyung với bộ trang phục cũ kỹ trên người. Quay trở về nhà, Bagu nhìn thấy Sukyung quay trở về thì vô cùng phấn khởi, nhưng anh ta vẫn một mực tỏ vẻ cứng cỏi còn chỉ trích Sukyung. Nói cô bỏ đi cả một ngày, không nói tiếng nào với hai cha con trai lo lắng đến bây giờ vẫn chưa ăn cơm. Sukyung vừa nghe thấy Cha Don vẫn chưa ăn cơm, bèn không thèm quan tâm tới Bagu, trực tiếp bước vào nhà đi tìm Cha Don, bởi vì bộ áo tăng của Sukyung quá gây chú ý, nên cô đã dùng bộ áo tăng đổi lấy một bộ trang phục dân thường, còn được thêm 3 lượng bạc trước đó khi Bagu đem bán Sukyung cho gánh hát. Cũng chỉ lấy có 3 lượng bạc, trong khi chỉ riêng bộ áo của cô đã chỉ giá tới 3 lượng bạc. Sau đó Sukyung lại sợ bị bọn lính của đại nhân Ji Cheom nhận ra, nên cô còn cố tình làm cho gương mặt mình trở nên dơ bẩn, đi rửa chén trong một quán ăn và kiếm được ít tiền. Hai cha con sau khi nghe xong thì vô cùng kinh ngạc. Rửa chén thì thật mất mặt quá, nghèo tới mức không có mà ăn, không có mà uống. Đi trộm đồ nhà người ta thì đáng mặt lắm hay sao? Sukyung tuyên bố đầy tự tin, sau này cô ra ngoài kiếm tiền, tiền vẫn phải kiếm được từ sức lao động thì mới có ý nghĩa. Sự giàu có cũng là do tích góp từng chút một mà ra. Nhưng mà ngày hôm sau, cô đã có được một nhận thức mới. Khi đang giặt quần áo bên bờ sông, cô đã nghe được cuộc trò chuyện của các bà thím nhà hàng xóm. Lúc này họ đang cười nói rất vui vẻ, lắng nghe thật kỹ thì mới biết nhà địa chủ ác bá bị trộm ghé thăm, bị một tiểu tử trẻ tuổi lấy trộm mất toàn bộ vàng bạc trang sức. Bà vợ ông địa chủ đang ngồi khóc trước cửa nhà, các bà thím trông vô cùng vui mừng, còn nói rằng phải cảm ơn tên trộm đó, lấy trộm quá đúng người, quả thực đã giúp họ xả được cơn giận trong lòng. Sukyung trong phút chốc cảm thấy khó hiểu, thế giới này quả thực quá điên cuồng rồi, bá tánh đang cổ vũ vỗ tay khen ngợi đạo tặc ư? Những ngày tháng tiếp theo, mọi người đều ăn phận giữ nếp, Sukyung dựa vào việc đi rửa chén và kiếm được ít tiền, từ từ giúp ích được một chút cho chi phí sinh hoạt. Bagu cũng lên núi cố gắng bổ củi kiếm tiền, gia đình nhỏ của họ cũng dần dần tốt hơn, cả nhà 3 người, sống những ngày đạm bạc, tuy bình lặng nhưng hạnh phúc. Nhưng rồi cuộc sống bình yên này đã được định sẵn là vô cùng ngắn ngủi và nhanh chóng bị phá vỡ. Điện hạ muốn sửa đổi tiền thuế thành trưng thu lương thực. Phía đại nhân Ji Cheom thì triệu tập vài đại thần đứng ra phản đối, họ lo lắng đường xá xa xôi, trong quá trình vận chuyển thì lương thực sẽ bị hư hỏng. Điện hạ đã vạch trần chân tướng sự thật, tiền thuế hoán đổi thành lương thực thì địa chủ và nhà thầu phụ trách việc tiến cống sẽ không thể ăn chặn từ bên trong. Đại nhân Ji Cheom cũng không phủ nhận, nói rằng điện mới mà điện hạ xây dựng, ngân lượng sử dụng đều được lấy từ số tiền từ phía của địa chủ và người phụ trách việc tiến cống. Hay là điện hạ đừng xây cung điện mới nữa, điện hạ xây dựng cung điện mới là vì muốn ổn định địa vị của dòng họ, cho nên tuyệt đối không được dừng việc xây dựng. Ji Cheom lại nói rằng nếu đem so sánh, bá tánh đương nhiên hy vọng điện hạ không xây cung điện, chứ không phải hy vọng hoán đổi tiền thuế thành lương thực. Đại nhân Ji Cheom lúc này đã chiếu tướng vua Quang Hegan, khiến cho ông ta không nói được câu nào, sau đó cho đại nhân Ji Cheom lui xuống và cho gọi thị vệ vào trong. Điện hạ hỏi thị vệ đã tìm được tung tích của Sukyung hay chưa. Thị vệ nói rằng đã tìm được, nhưng phía Ji Cheom vẫn chưa biết. Điện hạ hạ lệnh đem địa điểm ẩn thân của Sukyung tiết lộ ra cho đại nhân Ji Cheom biết. Em chồng là bạn thanh mai trúc mã của công chúa, sau khi biết được tung tích của Sukyung bèn ngay lập tức chạy tới, muốn đưa cô đi. Sukyung lo lắng liên lụy tới anh ta bèn từ chối. Sau khi có được thông tin, đại nhân Ji Cheom bèn phái binh lính riêng của mình tới lấy mạng sống của Sukyung. Bagu và Deok bảo vệ cho Sukyung nên đã đánh nhau với bọn binh lính, nhưng vì kẻ địch quá đông nên Deok đã bị thương. Bagu tay không tấc sắt sắp sửa bị chém chết, còn thị vệ của điện hạ thì đứng đợi ở một bên, âm thầm chờ đợi công chúa bị giết chết và hoàn toàn không có ý định ra tay cứu giúp. Thật trùng hợp là ngay trong lúc này, Sukyung không biết lấy từ đâu ra bộ công tên, một mũi tên bắn chết thích khách, giải cứu được cho Bagu. Cô và Bagu đưa Deok về nơi ở để trị thương. Vết thương quá nghiêm trọng, đại phu nói rằng muốn chữa khỏi thì phải ăn sâm cao ly. Sâm cao ly rất đắt tiền, gia cảnh của họ chỉ có 4 bức tường, có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Thì làm sao có tiền mà mua sâm cao ly khi nhìn thấy sức khỏe của Deok càng lúc càng yếu đi. Sukyung nói rằng không thể không mua và đưa ánh mắt của mình về phía Bagu. Không còn cách nào khác, Bagu đành phải lấy số ngân lượng còn lại của mình đưa cho đại phu. Bagu ở bên cạnh Sukyung một thời gian đã dần dần đi vào con đường chính đạo, còn Sukyung ở gần Bagu thì lại học được con đường tà đạo. Cả hai bước đi cùng nhau tới trước cửa nhà của người xấu xa nhất huyện thành. Sukyung căm hận tới mức cắn chặt răng. Bagu nói rằng hay là treo vào tường nhà này mà lấy trộm, nhưng Sukyung lại nói như vậy không được, nếu chỉ đơn thuần là lấy trộm thì sao được kia chứ. Bagu vừa nhìn Người phụ nữ này một khi đã tức giận thì không có cửa cho anh ta rồi. Hai người lập tức hành động, phải dùng thủ đoạn đặc thù một chút. Sukyung lớn lên trong cung nên gặp nhiều hiểu biết rộng, ngụy tạo ra một số lệnh bài của triều đình, cải trang thành nam nhân cưỡi trên một con ngựa, cùng Bagu đi tới trước cửa gia đình này. Tiểu thiếp của chủ nhà bước ra ngoài cửa chào đón, tuy họ giàu có nhưng lại có mắt như mù, chưa từng bao giờ gặp qua quan lớn thật sự. Vừa nghe họ nói đến từ trong hoàng cung, cộng thêm tấm lệnh bài giả mà trông y như thật, nên họ đã tin ngay, cung kính hầu hạ hai người cùng ăn cùng uống. Tiểu thiếp của nhà này đã bức ép chính thức bỏ đi. Lúc này đang lo lắng cho tiền đồ của con trai, trong nhà họ tuy giàu có nhưng lại không có ai làm quan to cả. Thế là muốn kiếm một chức quan cho con mình, Sukyung và Bagu hai người, người này một câu người kia một câu vô cùng ăn ý. Cuối cùng đã thành công trong việc lấy được một số tiền to lớn. Không những mua được sâm cao ly mà còn đem toàn bộ số tiền còn lại đi cứu tế cho những bá tánh nghèo khó không đủ tiền để khám bệnh trong y quán. Về phía điện hạ, ông ta đang vô cùng lo lắng sốt ruột. Đám binh lính dưới trướng của đại nhân Ji Cheom quả thực là ngu ngốc không thể tả. Ngay cả một người phụ nữ cũng không giết nổi, không giết được công chúa thì sẽ không có chứng cứ, không có chứng cứ thì sẽ không có cách nào trị tội của đại nhân Ji Cheom. Khi nhìn thấy đại nhân Ji Cheom càng lúc càng ngông cuồng, quyền lực thực tế đang dần lớn hơn điện hạ nên điện hạ bắt buộc phải giúp đại nhân Ji Cheom một tay. Điện hạ bèn yêu cầu Thượng quan Kim tìm một người đáng tin cậy. Người này phải ở phe đối lập với đại nhân Ji Cheom. Ngày hôm sau trong buổi thượng triều, điện hạ nói rằng ông ta đã mơ thấy công chúa Sukyung, người giải mộng nói rằng là do một phần nơi chôn công chúa không được tốt, cần phải rời mộ. Người được điện hạ tìm tới nhanh chóng phụ họa theo, nói rằng ông ta đích thực đã cho người đi xem mộ công chúa. Mộ công chúa được xem là đại hung, sẽ ảnh hưởng tới Giang Sơn xã tắc, cần phải di rời ngay lập tức. Tất cả đại thần trong triều nghe thấy thế thì nhanh chóng quỳ xuống thỉnh cầu điện hạ ngay lập tức cho rời mộ. Đại nhân Ji Cheom không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Tuy nhiên ông ta bắt buộc phải giết chết công chúa trước khi việc rời mộ được tiến hành. Nếu không quan tài trống rỗng đó chắc chắn sẽ bị phát hiện. Phía bên này Deok ăn sâm cao ly thì cơ thể dần dần hồi phục lại. Anh ta nhờ cậy Bagu giúp mình lấy trộm một vật. Vật này hiện đang được cất giấu trong cái tủ nhỏ trong phòng của cha anh ta. Vật này không những có thể miễn tội khi quân của cha mà còn có thể giúp cho Sukyung quay trở vào lại trong cung. Bagu nghe xong thì vô cùng tức giận. Anh xem tôi là gì hả? Nhờ cậy tôi đi lấy trộm thì thôi, mà còn bảo tôi tới nhà của anh để lấy trộm. Deok đã lấy người anh em tốt của Bagu là Chun Bae để giao dịch. Chun Bae bảo vệ cho Bagu chạy trốn nhưng lại bị đại nhân Ji Cheom đem nhốt vào nhà củi. Deok phụ trách việc cứu Chun Bae ra ngoài, còn Bagu phụ trách việc lấy trộm. Tới khi đó cả hai nội ứng ngoại hợp nhất định sẽ rất thuận lợi. Bagu sau khi suy nghĩ thì đã đồng ý, dự định nhân lúc trời tối sẽ ra tay. Nhưng không ngờ chuyến đi này đã khiến cho anh ta biết được một bí mật động trời. Màn đêm buông xuống, Deok cầm lấy ngọn đuốc trên tay và thiêu đốt đống rơm khô trong nhà mình. Anh ta lớn tiếng hét lên cháy rồi, tất cả mọi người đều chạy cả ra ngoài, người thì lo dập lửa, người thì lo bỏ chạy giữ mạng, tất cả náo loạn cả lên. Bagu nhân lúc hỗn loạn đã trèo lên đầu tường, lẻn vào trong phòng của đại nhân Ji Cheom. Deok nói với anh rằng thứ anh cần đang nằm trong cái tủ phía bên trái bàn đọc sách. Anh ta tìm được cái tủ, cúi người xuống mở ra. Bên trong có một cái hộp được khắc tinh xảo, mở ra xem thì bên trong là một tấm kim bài miễn tử. Cái kim bài này là do điện hạ đã bí mật ban tặng cho đại nhân Ji Cheom để tưởng thưởng cho công lao của ông ta khi điện hạ đăng cơ. Có thể nói đây chính là mạng sống thứ hai của đại nhân Ji Cheom. Anh ta đã lấy tấm kim bài ra và đặt cái hộp rỗng vào lại chỗ cũ. Bagu nghe thấy có động tính, bèn trốn ở phía sau tấm bình phong. Đại nhân Ji Cheom vừa bước vào là chạy thẳng tới trước tủ, đem từng lá thư và cái hộp đựng tấm bài miễn tử ra ngoài. Vị trí phía sau bức bình phong nhỏ hẹp, khói từ bên ngoài cũng đã lan vào trong phòng. Bagu trong lúc không nhịn được đã ho lên một tiếng. Đúng lúc bị đại nhân Ji Cheom nghe thấy, Deok vội vàng chạy vào phòng, vừa chạy vừa ho sặc sụa. Đại nhân Ji Cheom đã buông lỏng cảnh giác. Deok nhân lúc hỗn loạn đã cho thả Chun Bae và cung nữ Jo ra ngoài, sau đó quay lại đưa đại nhân Ji Cheom ra khỏi phòng. Nhờ thế Bagu đã thoát một kiếp nạn, lén lút chạy ra ngoài trốn vào trong nhà củi để gặp lại Deok. Không ngờ đúng lúc này đại nhân Ji Cheom lại đi ngang qua. Họ đành phải nhanh chóng cúi thấp người xuống. Đại nhân Ji Cheom hỏi con trai lớn có nhìn thấy mẹ của ông hay không. Bagu vừa nghe thì thấy giọng nói rất quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lên thì phút chốc mở to đôi mắt. Quả thực không dám tin, đại nhân Ji Cheom không ngờ lại chính là kẻ thù sát hại cha của anh. Không những giết cha mà còn giết luôn cả tổ phụ và hai người chú. Nếu như khi đó anh ta không kịp trốn đi thì cũng không thể sống tới ngày hôm nay. Anh ta hồi tưởng lại tất cả mọi việc, đôi mắt đầy căm thù, giữ chặt cú đấm muốn lao thẳng ra ngoài. Deok không biết tại sao anh ta lại đột nhiên có phản ứng kịch liệt như thế, khó khăn lắm mới kiểm soát được bản thân. Sau khi trốn được ra ngoài thì nhìn thấy Chun Bae và cung nữ Jo. Anh ta mỉm cười một cách miễn cưỡng, giao trả lại tấm kim bài cho Deok. Bấy lâu nay anh ta luôn chờ đợi cơ hội trả thù, không ngờ người bên cạnh lại chính là con trai của kẻ thù giết cha. Anh ta không hề quay đầu lại mà bỏ đi một mạch. Ngày hôm sau, Deok đã vào cung diện kiến điện hạ, lấy tấm kim bài miễn thử ra, đồng thời đem chuyện công chúa Sukyung vẫn còn sống cùng với tội khi quân của cha nói ra hết tất cả, thỉnh cầu điện hạ có thể miễn tội chết cho cha của mình. Điện hạ không ngờ một kế hoạch tốt như thế lại bị Deok phá hủy mất. Ông ta dự định lợi dụng việc rời mộ để trị tội đại nhân Ji Cheom trước mặt văn võ bá quan. Cho dù đại nhân Ji Cheom hạ sát công chúa thì ông ta cũng đã phái thị vệ đi thu thập chứng cứ. Tới lúc đó bất luận thế nào thì đại nhân Ji Cheom cũng không cách nào thoát tội chết. Cho tới lúc đó đại nhân Ji Cheom lấy tấm kim bài miễn thử ra, ông ta nhất định sẽ nhận tình của điện hạ. Như thế điện hạ đã có thể kìm hãm được thế lực của đại nhân Ji Cheom. Con gái của điện hạ cũng không hy sinh vô ích, nhưng thật sự không thể nào ngờ được kế hoạch của ông ta đã bị Deok đảo lộn. Bagu đi tới nhà của đại nhân Ji Cheom đương triều để lấy trộm. Khi đi thì vui mừng khôn xiết, khi trở về thì tâm trạng nặng nề. Anh ta đã dẫn Chun Bae và cung nữ Jo về nhà. Cung nữ Jo nhìn thấy công chúa vẫn bình yên, vô cùng phấn khích mà quỳ xuống dưới đất khóc nức nở. Đúng lúc tất cả mọi người đều tưởng rằng họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau như thế thì Bagu lại nói phải chia tay với công chúa ngay ở đây. Công chúa vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì thêm. Cha Don không thể chấp nhận được bèn khóc lóc cầu xin Sukyung thuyết phục cha của mình. Chun Bae cũng không hiểu lý do tại sao Bagu lại làm vậy, bèn đi theo Bagu để hỏi cho rõ ràng. Cả hai đi tới ngôi miếu tìm gặp phương trượng, thì ra tên thật của Bagu là Kim Ja-jeol, là cháu của mẹ kế điện hạ. Đại nhân Ji Cheom vì muốn ổn định địa vị của điện hạ nên đã hãm hại phụ thân của Thái hậu So Seong, cũng chính là tổ phụ của Bagu, gán cho ông tội mưu phản. Tất cả nam đinh đều bị đem ra trảm. Bagu may mắn trốn thoát được, mất đi sự bảo vệ của phụ thân. Bagu lưu lạc đầu đường xó chợ, là lão phương trượng đã chăm sóc cho anh ta. Anh ta xem ông như là phụ thân, đồng thời thay tên đổi họ, thề rằng một ngày nào đó sẽ trả thù cho tổ phụ, phụ thân và hai người chú. Lão phương trượng nói có thể trả thù, nhưng thời cơ bây giờ vẫn chưa chín mùi, nếu đi như thế chưa chắc đã trả được thù, nhưng hy sinh là điều chắc chắn. Nếu anh ta chết đi, vậy Cha Don sẽ thế nào đây? Bagu suy nghĩ kỹ lưỡng, cảm thấy lời nói của phương trượng rất có lý. Khi ra khỏi phòng thì nhìn thấy Chun Bae đang ngồi bên ngoài. Chun Bae đã nghe thấy tất cả, chả trách ông ta luôn nhìn thấy một khí chất quý tộc trên người của Bagu. Không nói quá nhiều lời nhảm nhí, ông ta hỏi Bagu tại sao lại phải chia tay với công chúa Sukyung. Nếu như điện hạ đã biết công chúa chưa chết nhưng lại từ bỏ cô, loại quân vương bỏ rơi con gái như thế, chẳng lẽ lại bởi vì một tấm kim bài miễn tử mà thay đổi chủ ý hay sao? Quả thực là như thế, Deok đã phá hủy kế hoạch của điện hạ, nhưng sau đó ông ta lại nói với Deok, nếu như có thể mang công chúa còn sống sót trở về thì ông ta sẽ miễn tội của đại nhân Ji Cheom. Deok vừa nghe xong thì nói rằng đúng lúc anh ta biết tung tích của Sukyung. Rốt cuộc thì anh ta vẫn còn trẻ nên tư tưởng vẫn chưa thật sự chín chắn, điện hạ tuyệt đối sẽ không để cho anh ta mang Sukyung còn sống sót trở về. Tiếp theo sau ông ta đã phái một đám người đi bắt Sukyung và cùng nữ Jo, đợi sau khi Deok tới nơi thì người đã bị bắt đi. Đám người này dự định đưa Sukyung tới huyện thành và phương pháp nhanh nhất chính là ngồi thuyền, còn Bagu đúng lúc này cũng đang định về huyện thành. Trước đó nhà anh ta đã bị lục soát, vậy thì nhà ở huyện thành chính là nơi an toàn nhất. Từ xa anh ta đã nhìn thấy một con thuyền, bèn chạy vội tới, vừa nhìn thì thấy Sukyung và cung nữ Jo đang ngồi trên thuyền. Hai tay bị trói chặt, họ đưa mắt nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào. Trong lòng của Bagu lúc này vô cùng mâu thuẫn, cung nữ Jo hy vọng Bagu có thể cứu họ nên nhìn chăm chăm vào anh ta. Bagu suy nghĩ rất nhiều cuối cùng vẫn không ra tay. Và rồi sau khi xuống thuyền, Bagu đã bám theo phía sau họ, dự định quan sát họ sẽ bị đưa tới đâu, sau đó nhân lúc trời tối sẽ cứu người. Không ngờ anh ta đã bị Deok chặn đường, Bagu vừa nhìn thì không thấy Sukyung ở đâu nữa. Anh ta sốt ruột chạy khắp nơi tìm kiếm, Deok như một hồn ma đeo bám lấy anh ta, không ngừng hỏi anh ta đã đem Sukyung đi đâu, tên tiểu tử này còn dám hỏi người ta đã đem Sukyung đi đâu. Nếu không phải là anh ta thì sao có thể mất dấu được. Sukyung bị đưa tới nhà của Kim Ja-jeol chính là người đáng tin cậy mà điện hạ đã nhờ cậy Thượng Quan Kim tìm kiếm. Sukyung ẩn mình trong nhà của người này được quan binh canh giữ. Điện hạ đã thay đổi kế hoạch của mình, dự định lợi dụng việc rời mộ lần này. Trước tiên là phát hiện ra sự thật bên trong quan tài không có thi thể của Sukyung. Sau đó nhất định đại nhân Ji Cheom sẽ tìm đủ mọi lý do và lời nói dối để che giấu. Tới lúc này sẽ để cho Sukyung xuất hiện, như thế toàn bộ những người trong phe phái của đại nhân Ji Cheom sẽ không còn đứng về phía của ông ta nữa. Tất cả trong kế hoạch đều vô cùng hoàn hảo, nhưng lại có một sơ hở, dù điện hạ có tính toán cẩn thận đến thế nào thì cũng không thể đoán được vẫn còn có một người tên Bagu xuất hiện. Bagu bám theo sau ba tên săn nô lệ bắt cóc, dự định chờ đợi thời cơ để giải cứu. Nhưng không ngờ anh ta đã bị mất dấu, sau khi quay về thì đã đi thăm dò tin tức, hỏi han xem gần đây có tên thợ săn nô lệ nào bỗng trở nên giàu có chỉ sau một đêm và thường xuyên lui tới lầu xanh hay không, vừa hỏi thì quả thực có người như thế. Đó chính là thợ săn nô lệ của nhà Kim đại giám, đại nhân Kim Ja-jeol, người phụ trách quan sát các vị tinh tú để dự đoán thiên tai. Đại nhân Kim Ja-jeol và đại nhân Ji Cheom thuộc hai phe đối lập nhau. Một người là đại giám quan sát các vị tinh tú thì tại sao lại đi bắt cóc công chúa chứ? Bagu suy nghĩ một lát, bèn đoán ra chính là điện hạ. Deok vừa nghe thì lập tức ngộ ra là mình đã sập bẫy của điện hạ. Xem ra anh ta cũng không phải là kẻ ngốc, hai người sau khi thương lượng với nhau thì đã đoán ra được toàn bộ thành ý. Deok yêu cầu Bagu không được nhúng tay vào, việc cứu nhị tẩu sẽ do anh ta phụ trách. Anh ta đã từng có hôn ước với công chúa Sukyung, nhưng chỉ sau một đêm thì cô đã biến thành nhị tẩu của anh ta. Bagu nghe xong thì trong lòng vô cùng buồn bã, tình cảm mà anh ta dành cho công chúa Sukyung cũng không biết đã được bắt đầu nhe nhóm từ khi nào. Tuy nhiên anh ta biết bản thân thế lực đơn lẻ, không có một gia thế hùng mạnh như Deok. Thế là anh ta quyết định để cho Deok đi giải cứu, còn anh ta sẽ tùy cơ ứng biến, ngồi trước cửa nhà đại nhân Kim Ja-jeol suốt đêm không ngủ. Deok quay trở về nhà, anh ta rời nhà đi nhiều ngày như thế khiến cho phụ thân vô cùng tức giận. Cầm nghiên mực ném về phía Deok, nhìn thấy Deok bị thương nên đại nhân Ji Cheom cũng bình tĩnh lại. Deok đã đem sự thật thông tin điện hạ che giấu công chúa, nói lại toàn bộ với đại nhân Ji Cheom. Đại nhân Ji Cheom không tin, thế là Deok đành phải đem việc anh ta lấy trộm tấm kim bài miễn tử, đồng thời đã đi gặp điện hạ, tất cả đều nói ra hết với phụ thân. Đại nhân Ji Cheom vội vàng đi tới cái tủ để tìm kiếm tấm kim bài miễn tử, vừa nhìn vào trong thì vô cùng kinh ngạc. Đứa con trai này của mình vì nhị tẩu, không ngờ lại dám lấy trộm thiết quyền của mình. Đại nhân Ji Cheom tức giận tới mức suýt chút nghẹt thở. Nhưng sau khi được con trai trưởng phân tích thì cảm thấy không đúng, lấy được thiết quyền tại sao điện hạ lại đem giấu công chúa đi? Deok nói rằng điện hạ đã lừa gạt anh ta. Bây giờ điện hạ đã hạ quyết tâm phải giảm bớt quyền lực của đại nhân Ji Cheom. Bây giờ không phải là lúc tức giận, việc trước tiên là phải tìm cho ra công chúa, phải giữ cô trong tay mình thì mới được. Đại nhân Ji Cheom bèn đứng dậy triệu tập binh lính riêng của mình, dự định cướp công chúa trở về. Lúc này mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, nhưng ông ta thật sự không thể nào ngờ được là điện hạ đã đoán biết xa từ sớm việc ông ta sẽ dẫn người tới nhà của Kim Ja-jeol để cướp lại người. Không ngờ điện hạ lại dẫn theo người ngựa, đích thân đi tới nhà của đại nhân Ji Cheom. Đại nhân Ji Cheom không còn cách nào khác đành phải nghênh đón điện hạ vào phủ của mình. Hai người mỗi người một câu đã trò chuyện với nhau rất lâu. Bagu vẫn đang chờ đợi Deok dẫn người tới cứu công chúa Sukyung, nhưng anh ta đã chờ đợi rất lâu, trời cũng sắp tối rồi mà vẫn không thấy anh ta tới. Thế là anh ta đành chạy tới nhà Deok, vừa tới nơi thì thấy trước cửa có rất nhiều binh lính đứng canh gác. Hỏi ra thì mới biết được là điện hạ đã tới. Bagu nhìn thấy thế thì không còn hy vọng ở Deok nữa, vẫn là tự mình đi giải cứu. Dù sao thì những việc trèo tường vào nhà như thế này anh ta đã quá quen rồi. Anh ta trèo qua tường vào nhà, nhìn thấy phía trước cửa của một căn phòng có vài tên thợ săn nô lệ đang đứng đó, bèn xác định ngay là công chúa Sukyung đang ở bên trong. Lúc này trong phòng đã vang lên tiếng kêu thất thanh. Bọn thợ săn nô lệ bèn lập tức đưa mắt nhìn vào bên trong phòng. Bagu nhận cơ hội này đã hạ gục được một người. Đợi khi hai người còn lại có phản ứng, vội vàng rút dao ra thì đã không còn kịp nữa. Anh ta vội vàng mở cửa bước vào phòng, nhưng không ngờ lại bị cung nữ Jo dùng một cái bình hoa đập mạnh vào đầu khiến anh ngã xuống. Sau đó công chúa Sukyung bèn lấy sợi dây ra để trói chặt Bagu lại. Cả một đoàn người ngựa bèn kéo nhau tới nhà của đại nhân Kim Ja-jeol, nói rằng có người tố giác phủ của đại nhân Kim Ja-jeol có đạo tặc lẻn vào trong, nên họ tới đây là để tìm kiếm đạo tặc. Cái lý do này quả thực là quá vụng về rồi, ai cũng biết dụng ý của đại nhân Ji Cheom. Đương nhiên là đại nhân Kim Ja-jeol không đồng ý. Đại nhân Ji Cheom bèn cưỡng chế xông vào. Sau khi vào trong nhà thì bắt đầu lục soát từng căn phòng. Deok cũng chạy vào trong, đi thẳng tới căn phòng đó. Vừa bước vào thì nhìn thấy dưới sàn nhà toàn là những mảnh vỡ của gốm sứ, còn trên bàn thì để một bộ áo tang, trên sàn ngang thì đang treo một sợi dây thừng. Công chúa Sukyung đã thực sự quyên sinh rồi ư? Deok vô cùng ngỡ ngàng, anh ta đã tới chậm một bước rồi, nhưng anh ta không nhìn thấy thi thể nên không muốn tin vào điều đó. Bên ngoài cửa có một nhóm ca kỹ đi ngang qua, Sukyung cùng nữ Jo và Bagu, ngay cả Chun Bae cũng đã hòa vào trong nhóm người này. Sau khi trốn thoát ra ngoài tạm thời, cả nhóm dừng chân ở nhà của Bagu trong huyện thành này. Về phía đại nhân Ji Cheom, ông ta không tìm được người, bèn nói với đại nhân Kim Ja-jeol rằng ông ta xin lỗi vì đã hiểu lầm, sau đó bèn rút quân bỏ đi. Nhưng ông ta vẫn không từ bỏ việc tiếp tục tìm kiếm. Bagu muốn làm triệt để một chút, bèn bảo Sukyung viết ra một di thư. Anh ta cầm theo di thư tới gặp đại nhân Kim Ja-jeol, nói rằng nếu không phải do anh ta đưa người đi khỏi mà để cho đại nhân Ji Cheom tiếp tục lục soát, sau đó sẽ dễ dàng gán cho ông ta tội danh mưu phản, nên việc anh ta làm là đang cứu ông ta. Đại nhân Kim Ja-jeol không thể khẳng định Bagu là người của đại nhân Ji Cheom hay là người đứng về phía ông ta. Thế là Bagu bèn đem thân phận của mình nói lại với ông ta, anh ta có thể cùng chung một phe với kẻ thù Ji Cha hay sao? Đại nhân Kim Ja-jeol mang theo di thư tới chỗ điện hạ nổi trận lôi đình, nhìn thấy ông ta thật sự vô dụng. Điện hạ vì kế hoạch của mình đã tốn biết bao công sức và tâm tư, đã hạ một quyết tâm rất lớn, không tiếc đem cô con gái duy nhất của mình đẩy vào trong nghịch cảnh, và rồi ông ta lại vô dụng đến như thế. Khi nhìn thấy thời hạn rời mộ đã gần kề, đại nhân Ji Cheom không tìm thấy công chúa thì đương nhiên trong quan tài sẽ trống rỗng. Lão gian thần Ji Cheom biết rằng việc xây dựng cung điện mới của điện hạ đang vô cùng gấp rút, nên trong buổi thượng triều, ông ta lấy lý do bá tánh đang oán than để yêu cầu điện hạ dừng việc xây cung điện mới, thông qua việc này để gây áp lực cho điện hạ. Trong lòng hai người đều biết rất rõ, chỉ cần điện hạ không rời mộ thì ông ta cũng sẽ không gây phiền phức cho điện hạ. Chỉ là điện hạ một mực không cho phép, bấy lâu nay việc xây dựng cung điện mới là ước mơ của điện hạ, bất luận như thế nào cũng không được phép dừng lại. Khi nhìn thấy việc gia tăng áp lực lên điện hạ không có tác dụng, đại nhân Ji Cheom bèn đi tìm Thượng Quan Kim. Thượng Quan Kim nhận hối lộ bán chức quan nên đã thu về không ít ngân lượng. Ông ta dùng việc này để uy hiếp Thượng Quan Kim, đi tới bên cạnh điện hạ để ăn nói ngon ngọt, yêu cầu điện hạ dừng việc rời mộ. Thượng Quan Kim vô cùng tức giận, nhưng cô ta cũng rất bất lực. Ai bảo cô ta tâm thuật bất chính, để cho người ta nắm được cái đuôi của mình. Thế là cô ta bèn đi khuyên điện hạ bỏ việc nhỏ để chu toàn việc lớn, đợi sau khi cung điện mới xây xong thì mới có thể tính tiếp. Deok vẫn không tin là nhị tẩu sẽ quyên sinh. Sukyung khuyên anh ta bất luận đây có phải là thật hay không thì hãy cứ xem như mình đã ra đi rồi. Như vậy đối với tất cả mọi người đều tốt cả. Công chúa cũng có thể tiếp tục được sống tốt. Trong nhà Bagu, mọi người đang đóng gói hành lý, dự định bỏ trốn ngay trong đêm. Bagu nói đã thu dọn hành lý xong nên ra ngoài tản bộ. Đúng lúc bắt gặp Deok tới đây tìm anh ta. Deok dựa vào ký ức lần trước tới đây cứu Sukyung nên đã tìm tới nhà của Bagu. Bagu vừa nhìn thấy anh ta bỗng trở nên vô cùng lo lắng, bèn đuổi Deok đi, nhưng anh ta không chịu đi. Khi nhìn thấy hai người sắp sửa đánh nhau, Sukyung vội vàng chạy tới, kịp thời ngăn cản hai người. Cô bảo Bagu rời khỏi đây trước, cô muốn có một sự chấm dứt với Deok. Cô yêu cầu Deok hãy xem như là cô đã chết, nhưng việc trước đây đã là quá khứ rồi. Nói xong bèn lấy con dao nhỏ ra cắt một góc trên áo của mình. Hành động này có nghĩa cô và Deok ân đoạn nghĩa tuyệt, cắt đứt duyên phận. Deok dù thế nào cũng không thể chấp nhận được, hỏi cô có phải bởi vì Bagu nên mới đẩy anh ta ra hay không. Sukyung không phủ nhận, sau này cô sẽ cùng với Bagu, còn có cả Cha Don, cùng sống hạnh phúc bên nhau. Deok vô cùng đau lòng, nhưng tất cả đã không thể quay về được nữa, bèn rời khỏi đây. Bagu lúc này đang ngồi trước cửa, tâm trạng thổn thức không yên. Anh ta rất lo lắng Sukyung sẽ dao động và bỏ đi theo Deok. Khi nhìn thấy Sukyung quay trở về, trái tim anh ta mới cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng anh ta lại làm ra vẻ không quan tâm, nói rằng đã quay về thì chúng ta tiếp tục thu dọn hành lý đi thôi. Nhưng Sukyung lại nói rằng cô sẽ đi cùng với cung nữ Jo và chia tay với Bagu từ đây, còn nói rằng đừng tưởng rằng anh đã cứu tôi thì tôi sẽ phải cảm ơn anh. Bagu nói rằng đều là những chuyện của quá khứ rồi, sao còn ghi nhớ rõ ràng đến thế vậy? Sao Sukyung lại có thể quên được cảm giác tuyệt vọng khi anh ta kéo Cha Don bỏ đi trước mặt cô? Lời còn chưa nói xong thì Bagu đã đưa tay ra ôm chặt lấy Sukyung. Anh ta không muốn Sukyung tiếp tục nói nữa. Sukyung đã không nói tiếp những lời mình định nói, nhưng mà lại nói Bagu tránh xa mình ra. Anh ta nói rằng nhất thời thất lễ, thật xin lỗi. Sukyung kiên trì sẽ đi với cung nữ Jo, nhưng Bagu không muốn. Anh ta nói với Sukyung rằng sau này sẽ không xem cô như là công chúa nữa. Cô chỉ là một người phụ nữ mà anh ta cần phải bảo vệ. Nói xong anh ta không quan tâm tới sự phản đối của Sukyung, nói rằng bên ngoài trời lạnh, về nhà thôi. Sau khi quay về thì thay đổi kế hoạch khởi hành ngay trong đêm lúc ban đầu, mà quyết định sẽ đi vào sáng sớm ngày mai. Đồng thời anh ta còn ôm chặt lấy hành lý của Sukyung. Mọi người cảm thấy khó hiểu, nhưng Sukyung cũng không nói gì cả. Như thế qua ngày hôm sau, cả nhóm người đi tới quê nhà của Chun Bae. Chun Bae cầu xin người bạn thuở nhỏ của mình giúp thuê một căn nhà, đàn ông thì ở trong nhà kho, còn phụ nữ thì ở trong phòng ngủ. Cả nhà đã cùng sinh sống tạm thời ở đây như thế. Bagu sau khi có Sukyung bên cạnh thì bắt đầu quay đầu là bờ, đi tới bến cảng phụ khuân vác để kiếm tiền, còn Chun Bae thì vẫn không thay đổi. Ông ta để mắt tới cung nữ Jo, rất muốn cưới cô ấy để cùng sống qua ngày. Thế là ông ta đã làm những việc cấu kết phi pháp. Chun Bae về tới cố hương bèn muốn làm việc gì đó để kiếm tiền. Độc thân suốt bao nhiêu năm qua, ông ta cũng muốn cưới một cô vợ cho mình. Quê nhà gần biển nên đã cùng với bạn của mình tham gia vào việc buôn lậu nhân sâm. Buôn lậu được một cây nhân sâm, giá cả có thể được nâng cao gấp 10 lần. Người bạn này trước đó đã từng tìm Bagu, nhưng Bagu đã từ chối. Chun Bae thấy tiền thì mắt sáng bừng nên đã đi tìm ông chủ tiệm sách, cũng là bạn thuở nhỏ, mượn được ít tiền làm vốn. Dự định chỉ làm một chuyến lần này, nhưng thật sự không thể nào ngờ, hôm đó lại gặp phải một cơn mưa to. Đúng lúc cả nhà đang ngồi quây quần trong phòng, dùng chén nồi để hứng nước mưa thì con thuyền buôn lậu đã xảy ra sự cố ngoài khơi. Chun Bae lỗ nặng tiêu tan mất hết, bạn ông ta cũng đã bị trọng thương, trắng tay trở về. Đồng thời cũng làm liên lụy tới ông chủ tiệm sách. Chun Bae không còn cách nào khác, bèn đồng ý với ông chủ tiệm sách, vẽ xuân cùng đồ để từ từ trả nợ. Ông ta mang về nhà một quyển, nhìn vào đó mà vẽ, nhưng ông ta ngay cả cây bút còn cầm không vững thì làm sao mà vẽ. Tức suốt cả một đêm, giấy thì lãng phí không ít, nhưng hoàn toàn không vẽ ra được một bức họa nào. Sáng sớm, Sukyung mang hai chén cơm cháy tới cho Cha Don, nhưng Cha Don không ở trong phòng. Sukyung đã trực tiếp mở cửa bước vào trong, căn phòng lộn xộn trông y như chuồng heo vậy. Cô đặt chén cơm cháy lên bàn thì nhìn thấy trên bàn có một quyển sách. Cô cảm thấy vô cùng tò mò, bèn cầm lên mở ra xem. Sau đó cô đã bị nội dung bên trong làm cho kinh hãi, phút chốc ném quyển sách đi. Cô vội vàng bỏ chạy ra ngoài, cô phải nhanh chóng chạy đi rửa mắt mới được. Đúng lúc này thì Bagu và Chun Bae từ bên ngoài quay về nhà. Cung nữ Jo nhéo lấy tai của Chun Bae và kéo ông ta ra ngoài, hỏi Chun Bae rốt cuộc có chuyện gì. Chun Bae nói với cung nữ Jo rằng ông chủ tiệm sách biết được họa công của Sukyung không thể, thế là muốn nhờ cô vẽ tranh. Nhưng ông ta lại ngại mở miệng, còn bản thân lại không thể vẽ tốt được, ông ta đành phải cầu xin cung nữ Jo đi khẩn cầu Sukyung giúp đỡ, xem có thể giúp đỡ giải quyết mối nguy trước mắt hay không. Buổi tối Sukyung không ngủ được bèn ngồi ngoài vườn, bây giờ cô đã không còn là công chúa nữa mà chỉ là một thường dân nghèo. Nếu như dựa vào việc vẽ tranh có thể trả hết nợ của Chun Bae thì cũng không tệ, ít nhất thì cũng là dựa vào đôi tay của mình để kiếm tiền. Ngày hôm sau cô bèn chuẩn bị sẵn bút mực và giấy vẽ, nhưng mãi không thể hạ bút được, cô làm sao biết vẽ xuân cung đồ chứ? Ngay cả phu quân có dung mạo như thế nào, cô còn chưa biết thì đã thành quá phụ rồi. Cung nữ Jo bảo Chun Bae mang tới một quyển để cô tham khảo. Chun Bae bèn ba chân bốn cẳng chạy đi lấy đem về. Hai người cẩn thận mở quyển sách ra, ôi trời, không được vẫn là không dám nhìn vào. Cô không xem nổi nên một lần nữa ném quyển sách đi, mở ra nhiều lần và ném đi nhiều lần. Thế là cô bèn từ bỏ vẽ tranh cởi áo, mà chuyển sang vẽ vài bức thư tình lãng mạn của trai gái. Ông chủ tiệm sách vừa xem, cái khỉ gì thế này, làm gì có người chịu xem những thứ này chứ, không còn cách nào khác đành phải vẽ lại, nhưng vẽ như thế nào thì ông chủ cũng không đồng ý. Cuối cùng Sukyung đã viết ra thêm một câu chuyện phụ họa cho các bức tranh, nhờ thế nên ông chủ mới hài lòng. Tranh vẽ tươi đẹp cộng thêm câu chuyện sắc nét khiến cho ông chủ cảm động tới rơi nước mắt. Như thế, mỗi ngày Sukyung bắt đầu viết lách và vẽ tranh. Chun Bae và cung nữ Jo thì đi làm tuyên truyền, Bagu đi làm khuân vác. Cả nhà sống hòa thuận vui vẻ bên nhau, chỉ là không ngờ chuyện này đã bị Bagu phát hiện ra. Không ngờ lại yêu cầu công chúa đi vẽ loại tranh như thế này. Công chúa vì kế sinh nhai, dựa vào việc viết tiểu thuyết miễn cưỡng kiếm được chút ít tiền, nhưng vẫn không đủ để đóng tiền thuê nhà, viết lách vẽ tranh bằng đôi tay. Cho dù làm nguyên ngày tới mức mệt đứt hơi để hoàn thành, thì số lượng cũng là có giới hạn. Ban đầu Bagu không đồng ý, nhưng công chúa bây giờ đã là dân thường rồi, vẫn cần phải sống chứ. Hai người đã cãi nhau một trận này lừa. Cuối cùng Bagu cũng đã đồng ý, những việc khác anh ta không thể giúp được nên đã giúp Sukyung viết sẵn văn tự. Công chúa chỉ việc vẽ tranh phụ họa thêm là được, tiết kiệm được tới một nửa thời gian, công chúa rất cảm động. Một nửa là chữ, một là tranh, cho dù không biết chữ cũng có thể mua sách về đọc. Rất nhanh tin về sách tranh đã lan ra toàn thành. Ông chủ tiệm sách cũng đã mời nhà in tới để in ra nhiều bản. Rất nhanh nợ nần đã sắp sửa được trả xong, cuộc sống cũng dần dần đi vào quỹ đạo. Và rồi về phía đại nhân Ji Cheom, ông ta lúc này đang vô cùng sốt ruột. Điện hạ sau khi cân nhắc lợi ích thì quyết định tạm thời dừng việc rời mộ, nhưng cũng không thể để cho đại nhân Ji Cheom sống thanh thản. Ông ta muốn đại nhân Ji Cheom phải đổ một ít máu để an ủi vong linh của những thủ lĩnh thứ dân đã bị mưu hại, chỉ vì mục đích ổn định địa vị điện hạ khi ông ta đăng cơ. Cả hai người đều biết rất rõ, điện hạ đang muốn dùng tiền của Ji Cheom để hoàn trả ân tình giúp cho điện hạ. Tuy nhiên nếu so với việc rời mộ thì việc này lại tổn thất ít hơn. Việc rời mộ xem như bỏ qua không nhắc tới nữa. Ji Cheom thì bắt đầu tìm Kim Ja-jeol để tính sổ. Trước đó ông ta đã đưa ra không ít ý kiến trong vụ việc rời mộ. Ji Cheom đã tìm ra một lý do và đi lục soát phủ của Kim Ja-jeol. Đại nhân Kim Ja-jeol vô cùng tức giận, ông ta muốn điện hạ cho ông ta thêm một cơ hội. Bèn đi tìm Thượng quan Kim nhờ giúp đỡ, xem ông ta có thể lấy công trục tội hay không. Thượng quan Kim đã tiết lộ cho ông ta biết ý của điện hạ. Điện hạ muốn sau cuộc chiến nhà hậu Kim có thể lấy được nhiều hơn nữa binh lực và quân lương của chính quốc. Nếu như đại nhân có thể giải quyết được vụ việc này thì điện hạ chắc chắn sẽ nhìn ông ta bằng con mắt khác. Sau đó lại tiết lộ thêm người bấy lâu nay luôn duy trì mối quan hệ mật thiết với sứ giả chính quốc chính là đại nhân Ji Cheom. Vụ việc này nếu như điện hạ đi nói với Ji Cheom thì lại nợ ông ta thêm một ân tình. Đại nhân Kim Ja-jeol sau khi suy nghĩ quả thực là ông ta có một cách. Ông ta giao cho đại nhân Ji Cheom lá thư mình viết cho sứ thần. Ji Cheom cảm thấy thật nực cười, dựa vào đâu mà mình phải giúp ông ta. Kim Ja-jeol dùng một bí mật liên quan vô cùng mật thiết để trao đổi với đại nhân, sau khi xong việc thì sẽ nói cho ông ta biết, bảo đảm bí mật này. Đại nhân Ji Cheom không thể không muốn biết. Đại nhân Ji Cheom sau khi suy nghĩ, mạng sống nhỏ nhoi của Kim Ja-jeol đã được ông ta nắm trong lòng bàn tay, nếu như ông ta bị lừa, vậy thì nhất định ông ta sẽ không để cho Kim Ja-jeol sống tốt nên cuối cùng đã đồng ý. Kim Ja-jeol đã đem bí mật Bagu chính Kim Deok đồng thời cũng là người đã bắt cóc công chúa. Tất cả đều nói ra cho Ji Cheom biết. Sau khi biết được thì Ji Cheom vô cùng kinh ngạc. Đây quả thực là một bí mật động trời, nếu như chỉ là còn sống thì không sao cả. Nhưng anh ta đã bắt cóc công chúa, đây chẳng phải là muốn quay lại trả thù hay sao? Thế là ông ta bèn đi bắt mẹ và em gái của bức ép Bagu hiện thân. Người bạn buôn lậu của anh ta bị trọng thương, đồng thời phải lẩn trốn khắp nơi. Bagu cảm thấy việc này có vấn đề, bèn hỏi ông ta nguyên nhân. Người bạn này suýt chút đã bị mất mạng, nhưng lại không phải bởi vì sự cố đắm thuyền mà là bị một nhóm người muốn giết người diệt khẩu. Ông ta bị trọng thương và bị ném xuống biển nên đã thoát nạn. Ông ta nhìn thấy được phía dưới đáy con tàu buôn lậu được chứa đầy đồng và lưu huỳnh. Đây rõ ràng là muốn chế tạo hỏa pháo, đồng thời người quản lý thuyền cũng có tham gia vào quá trình này. Nghi ngờ đây là có người muốn tạo phản, Bagu bèn bám theo sau lại phòng đại nhân, dự định bắt cóc ông ta. Nhưng không ngờ vừa định ra tay thì phát hiện ra, thị vệ bên cạnh lại Ji Cheom đi trước anh ta một bước. Thị vệ bước hỏi ông ta người đã trốn thoát trên thuyền là ai. Tới lúc này Bagu đã hiểu ra tất cả, thì ra Ji Cheom cũng có tham gia vào việc này. Vậy thì tốt rồi, mẹ và em gái lần này đã có cách giải cứu. Công chúa vì kế sinh nhai nên dựa vào việc vẽ tranh kiếm tiền, không ngờ lại gây nên họa lớn. Một nửa là chữ, một nửa là tranh. Sự sáng tạo mới mẻ này đã thu hút được vô số độc giả. Ngay cả phu nhân của đại nhân Ji Cheom cũng mua về phủ để xem. Không bao lâu sau, điện hạ đã thăng quan cho Kim Ja-jeol, dùng bí mật của một người khác để đổi lấy lòng tín nhiệm của điện hạ. Lão gian thần xảo quyệt thật sự, chắc chắn chính là Kim Ja-jeol rồi. Sau đó ông ta dốc toàn lực để chuẩn bị đối phó với Ji Cheom. Trước tiên ông ta ra tay trước với con trai trưởng. Bên ngoài cung có lưu truyền một cuốn sách, nội dung cũng không có gì lớn lao, chỉ là nhân vật chính trong sách lại chính là câu chuyện của cung nữ và tông thân điện. Vừa nghe không ngờ lại có thể để cho bại quan truyền ra ngoài những dã sử như thế. Đại nhân Ji Won Jop vừa nghe rõ ràng là điện hạ đang muốn trị tội ông ta rồi. Điện hạ yêu cầu ông ta tìm ra toàn bộ sách, đồng thời ra lệnh người bán sách, người viết sách và tất cả người đọc sách đều phải bị trừng trị nghiêm khắc. Lần này Ji Won Jop có việc phải làm rồi. Quyển sách này không những được lão bá tánh bình thường xem qua, mà ngay cả thê tử tiểu thiếp của không ít các đại thần cũng đều đã từng xem qua. Khởi nguồn của cuốn sách phải điều tra tới khi nào mới ra được đây. Ji Won Jop tức giận tới mức cắn chặt răng. Kim Ja-jeol vừa mới thăng chức thì đã lập tức giao oai trước mặt Ji Cheom và Điện Hạ cũng vì lẽ đó mà để lộ nụ cười hả hê. Chỉ là không ai có thể ngờ được cuốn sách này lại do chính con gái của Điện Hạ sáng tác ra. Deok vừa nhìn chữ thì anh ta không nhận ra là do ai viết, nhưng các bức tranh này thì anh ta lại quá quen thuộc. Khi anh ta đem so sánh các bức họa do công chúa tặng mà anh ta đang cất giấu trong phòng mình quả thực là giống nhau y hệt. Anh ta bèn nói với đại ca rằng anh ta có thể tìm được người viết sách chỉ cần tìm được khởi điểm của cuốn sách này. Vậy thì dòng chảy của cuốn sách sẽ có thể tìm ra được. Việc cấm sách cũng sẽ được giải quyết thuận lợi. Tuy đại ca không tin tưởng nhiều vào Deok nhưng cũng chỉ có thể để anh ấy cho thử một phen. Sứ thần Triều Minh tới thăm, đại nhân Ji Cheom phụ trách tiếp đón. Vì biết sở thích của ông ta nên đã sắp xếp một bàn tiệc ngay trong lầu xanh để giúp ông ta tẩy trần, cộng thêm vài dương kim ngân châu báu. Sứ thần sau khi ăn uống hả hê lại còn có tiền mang về, vô cùng phấn khởi chuẩn bị rời khỏi đây. Đại nhân Ji Cheom đã giao cho sứ thần một lá thư, muốn nhờ sứ thần giúp tay đưa về giao cho hoàng đế chính quốc. Tất cả những điều này đều đã bị bà chủ của lầu xanh này nhìn thấy. Bagu khi còn là một tên vô lại có quen thân với bà chủ lầu xanh, anh ta biết được nơi cất giấu lá thư, bèn lên kế hoạch lấy trộm lá thư đó về. Bagu nhờ người bạn buôn lậu thu hút sự chú ý của sứ thần, rồi từ bên trong cái dương của sứ thần Triều Minh, anh ta đã tìm ra được lá thư đó. Thì ra đại nhân Ji Cheom muốn tự mình xưng vương. Bagu xem xong lá thư, sau khi suy nghĩ rất lâu, để cứu mẹ và em gái của mình, đêm khuya anh ta cầm theo lá thư đi tới phủ của đại nhân Ji Cheom, nhẹ nhàng trèo qua bức tường rào, lẻn vào trong phòng ngủ của đại nhân Ji Cheom, dùng dao kề lên cổ của đại nhân Ji Cheom. Ông ta bất giác bừng tỉnh. Bagu kéo khăn che mặt xuống và tự xưng danh mình, nói chẳng phải ông đang đi tìm anh ấy khắp nơi hay sao, còn nói mình đến đây đồng thời còn mang theo một lá thư tới đây nữa. Đại nhân Ji Cheom nhìn vào lá thư thắc mắc tại sao lá thư lại ở trong tay anh ta. Không có sự ủng hộ của chính quốc thì ông ta sẽ không thể vạch rõ làn danh với điện hạ. Không còn cách nào khác đành phải đồng ý, dùng mẹ và em gái của anh ta để hoán đổi lại lá thư. Hai người hẹn nhau thời gian và địa điểm. Ngày hôm sau Bagu mang theo lá thư. Khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng thì đột nhiên Deok lại dẫn người tới. Vừa đến nơi là trực tiếp ra lệnh bắt giữ, đổ oan cho anh chính là người viết sách. Anh ta kiên trì tin chắc rằng Bagu vì muốn bảo vệ cho Sukyung nhất định sẽ không khai mọi chuyện ra, kịch liệt ngăn cản. Deok thấy thế thì vô cùng đau lòng, người đã từng là thanh mai trúc mã của mình, không ngờ lại rơi lệ vì một tên thường dân nghèo khổ, xem ra đã thật sự thay lòng rồi. Một công chúa sống trong nhung lụa từ nhỏ, đã học được cách trèo tường từ một tên vô lại. Nhân lúc trời tối đã lẻn vào trong phòng ngủ của trong phủ của đại nhân Ji Cheom, nhưng không ngờ việc lấy trộm nhìn thì trông rất đơn giản, nhưng thực tế khi thực hiện lại vô cùng khó khăn. Sở dĩ cô phải làm như thế tất cả đều là vì Bagu. Bagu đã nhận tội thay mình và bị bắt đi, đã tới thời điểm trao đổi thư tín. Nhưng đại nhân Ji Cheom không biết Bagu chính là người vẽ tranh sách cấm bị bắt đi. Mãi không thấy Bagu tới, đại nhân Ji Cheom không biết rốt cuộc thì anh ta đang có dự định gì. Ông ta lo lắng trở mặt đã đem lá thư giao lại cho điện hạ. Ji Won Jop phân tích rằng nếu như điện hạ đã lấy được lá thư, biết được đại nhân Ji Cheom muốn tạo phản, không thể nào toàn không có chút động tĩnh gì cả. Trong lòng đại nhân Ji Cheom không chắc chắn, thế Deok là đã hiến một kế cho đại nhân Ji Cheom. Điện hạ giao cho đại ca tìm kiếm khởi nguồn của sách cấm, vậy thì hãy đưa cho điện hạ một bảng danh sách giả. Trong bảng danh sách đó đem xóa sạch tên của những người trong phe mình, chỉ để lại tên của phe đối lập. Điện hạ nếu như muốn bảo toàn phe đối lập thì sẽ lấy lá thư tạo phản của đại nhân Ji Cheom. Nếu như thư không ở trong tay điện hạ thì chỉ có thể từ bỏ phe đối lập. Như thế không những có thể thăm dò ra được lá thư có đang nằm trong tay của điện hạ hay không, mà còn có thể khiến cho phe của Kim Ja-jeol bị tổn thất nặng nề. Chú ý này quả thực rất tốt. Thế là trước tiên họ đi tìm ông chủ tiệm sách, để ông ta viết ra thêm một bảng danh sách khác, sau đó sẽ giết ông chủ tiệm sách để diệt khẩu. Điện hạ vui mừng chưa được bao ngày. Sau khi bảng danh sách được trình lên thì ông ta lại cảm thấy đau đầu, bên trong toàn là tên của những người trong phe ủng hộ ông. Ông ta quyết định phải đích thân thẩm vấn tội nhân. Như vậy điện hạ chưa biết được đại nhân Ji Cheom muốn tạo phản, nếu không ông ta sẽ không khó chịu như thế. Chỉ cần trực tiếp lấy lá thư ra là đã có thể bức ép đại nhân Ji Cheom hiện nguyên hình rồi. Về phía đại nhân Ji Cheom, ông ta cực kỳ yên tâm, chỉ là ông ta không ngờ rằng người mà điện hạ muốn thẩm vấn lại chính là Bagu. Điện hạ không quá tin tưởng vào môn phái của mình. Ông ta phái thị vệ bên cạnh, nhân lúc trời tối đi giết tội nhân để diệt khẩu. Chun Bae đã nắm được tình hình, đại nhân Ji Cheom này quả thực là gan tài trời. Công chúa suy nghĩ một lúc lâu bèn cho rằng phải lấy được bảng danh sách thật mới được. Thế là chờ lúc đêm xuống lẻn vào phủ của đại nhân Ji Cheom, đi tới căn phòng của Ji Won Jop mà lúc này ông ta lại uống rượu say bí tỉ. Sukyung đã lục lọi tìm khắp các tủ nhỏ nhưng lại không để ý tới dưới chân mình, cô bất cẩn đá vào một bình rượu. Ji Won Jop chuyển mình một cái, Sukyung cẩn thận tiếp tục tìm kiếm, vốn đang rất hồi hộp phút chốc không biết làm sao, tiện tay cầm lấy một cái bình hoa và đập vào đầu Ji Won Jop, sau đó co chân lên bỏ chạy. Bị đập vào đầu phút chốc đã tỉnh rượu, đuổi theo ra ngoài lớn tiếng hét lên bắt thích khách. Sukyung đã bị bao vây tứ phía bởi binh lính riêng trong phủ của Ji Cheom. Khi sắp sửa bị bắt giữ thì lúc này đột nhiên có một người mặc áo đen từ trên cao nhảy xuống, cứu được Sukyung nhân cơ hội đã bỏ trốn. Lần này thì hay rồi, bảng danh sách không lấy được mà còn suýt chút phải bỏ mạng. Sau khi quay trở về tất cả mọi người đều vô cùng thất vọng. Cha Don chờ đợi người lớn quay về. Cậu bé nói rằng trong nhà có người đưa tới một cuốn sách rất lạ. Mọi người vàng chạy vào nhà để kiểm tra thì tất cả bất ngờ vì đây chẳng phải là thứ họ đang tìm sao. Công chúa đã che giấu thân phận thật của mình, tự xưng mình là dân thường, không ngờ lại gặp phải người đánh đá, bị mẹ của Bagu chê bai và ức hiếp, không những bắt cô đi giặt áo nấu cơm mà còn không cho được ăn ngon. Chỉ bởi vì tưởng cô là một dân thường, vậy thì thân phận của đứa cháu trai cũng không thể trở thành quý tộc được. Bà ta không biết rằng chính cô ấy mới là quý nhân thật sự của họ. Nếu không có cô đừng nói là khôi phục lại thân phận, mà ngay cả Bagu cũng có thể phải chết trong nhà lao. Anh ta bị nhốt vào trong nhà tù, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại khôi phục lại thân phận. Việc này khiến cho đại nhân Ji Cheom không thể ngờ tới. Công chúa có được một bảng danh sách là do Deok đã lén lấy trộm cho cô. Trong bụng của Deok biết rõ nguồn gốc của sách tranh, sớm muộn gì cũng sẽ bị đại ca điều tra ra được. Như thế thông tin Sukyung vẫn còn sống sẽ bị bại lộ ngay. Thế là anh ta thỉnh cầu đại ca đem nhiệm vụ tìm kiếm nguồn gốc sách tranh giao lại cho anh ta. Sau đó anh ta đem bắt nhốt Bagu lại để cho anh ta không cách nào giao dịch với đại nhân Ji Cheom. Nếu không Bagu và cả nhà đều sẽ bị chết dưới đao kiếm của thuộc hạ đại nhân Ji Cheom trong lúc giao dịch. Đại nhân Ji Cheom đã bố trí sẵn thiên la địa võng, chỉ cần anh ta xuất hiện thì chắc chắn sẽ chết. Anh ta đem vào trong đại lao, thuyết phục giao lá thư ra để anh ta có thể bàn giao với đại nhân Ji Cheom. Sau đó anh ta sẽ lén lút cho thả người nhà của đi. Sách tranh thì sẽ đẩy trách nhiệm cho ông chủ tiệm sách, còn Bagu thoát thân. Nếu như chỉ là như thế thì vụ việc sẽ hoàn hảo như trong tưởng tượng của anh ta. Chỉ là Bagu thà chết cũng không chịu giao lá thư ra. Đại nhân Ji Cheom không đợi được, lo lắng lá thư sẽ rơi vào tay điện hạ, nếu không kìm lòng được thì sẽ lập tức tạo phản, nên anh ta mới nghĩ ra một cách chính là phải làm một bảng danh sách giả để ổn định phụ thân của mình. Và hôm đó điện hạ đã phái ra thị vệ bên cạnh mình để đi giết tội nhân diệt khẩu. Đúng lúc bị Deok bắt gặp, anh ta quay về phân tích điện hạ muốn diệt khẩu để bảo toàn phe của Kim Ja-jeol. Sau đó anh ta đã đem bảng danh sách thật giao lại cho Sukyung để cho đi cứu Bagu. Tất cả chuyện này đều là do một tay Deok lên kế hoạch, nên đã nghĩ đủ trăm phương ngàn kế, nhưng sự phát triển của thực tế lại không thuận lợi như anh ta nghĩ. Sukyung lấy được bảng danh sách đành ship hỏa tốc tới nhà của Kim Ja-jeol giao lại bảng danh sách thật, thỉnh cầu ông ta bất luận thế nào cũng phải khôi phục lại thân phận của Bagu. Sáng hôm sau Kim Ja-jeol đã giao bảng danh sách cho điện hạ, đồng thời đem bí mật tội nhân bị giam giữ trong đại lao chính là Kim Ja-jeol nói lại cho điện hạ biết. Điện hạ rất bất ngờ, điều này có thể gây áp lực cho Ji Cheom hay không thì phải xem kết quả của cuộc thẩm vấn ngày mai. Ji Cheom không thể nào ngờ được khi tội nhân được tháo mũ trùm đầu xuống thì ông ta lập tức đổ mồ hôi hột. Khi được hỏi có bao nhiêu bảng danh sách thì nói có 2 bảng danh sách thì Bagu nói có 2 bảng. Con trai trưởng lúc này bắt đầu hoảng hốt, nói rằng Bagu đang nói dối đề nghị dùng hình phạt. Lúc này Kim Ja-jeol lấy ra một bảng danh sách khác, khi so sánh bút tích thì hoàn toàn trùng khớp. Vốn dĩ con trai trưởng đang nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng khi anh ta vừa nhìn thì không thể nào biện minh được. Lật mở bảng danh sách ra thì bên trong đã ghi chép vô cùng rõ ràng, không những người của phe Kim Ja-jeol có thu mua, mà ngay cả người của phe đại nhân Ji Cheom cũng đã mua. Bagu bị điện hạ đưa về thẩm điện, xác định Bagu chính là Kim Ja-jeol bèn hỏi Bagu liệu có đồng ý trở thành cánh tay đắc lực của mình hay không. Bagu đúng lúc cũng đang có ý này, chỉ khi khôi phục lại thân phận thì anh ta mới có thể danh chính ngôn thuận mà trả thù cho gia tộc của mình. Điện hạ đã ban tặng nhà lớn cho anh ta. Khi biết được công chúa vẫn còn sống, điện hạ vô cùng vui mừng. Bà mẹ đánh đá của Bagu cũng từ một tỷ nữ biến thành chủ mẫu đương gia, nhưng bà ta lại xem thường con dâu, người tự nhận mình là một người không nơi nương tựa. Cho dù mỗi ngày dâng trà mời nước, giặt áo nấu cơm thì bà ta vẫn không thể chấp nhận được thân phận thấp hèn của con dâu. Bà ta lúc này đã hoàn toàn quên đi sự bất lực của mình khi là một tỷ nữ. Bà ta muốn từ thê để cưới một người khác, nhưng đã nhận được sự từ chối nghiêm nghị từ Bagu. Sự tiếp xúc trong thời gian dài đã khiến anh ta thật sự đem lòng yêu cô ấy. Sukyung còn chưa đồng ý làm thê tử danh chính ngôn thuận của anh ta nữa, mà đã bị mẹ của anh ta phá hỏng hết. Đối với vụ án làm bảng danh sách giả, không ngờ là Ji Won Jop đã tìm một người chịu tội thay. Anh ta giết chết thuộc hạ rồi ngụy tạo hiện trường giả như thể người này vì sợ tội mà quyên sinh. Ji Won Jop bị giáng xuống một cấp quan, nhưng Ji Cheom vẫn cố gắng cầu xin cho con trai mình. Điện hạ mắt nhắm mắt mở. Thực tế cũng là vì Bagu, phu nhân của đại nhân Ji Cheom cũng có tên trong danh sách những người mua sách cấm. Ông ta không cho công bố cũng là giữ thể diện cho đại nhân Ji Cheom. Tiếp theo sau vì để vỗ về lòng dân, điện hạ quyết định thi hành lệnh xá miễn để yên lòng mọi người, đồng thời đã khôi phục được thân phận cho Bagu. Một cách danh chính ngôn thuận, đại nhân Ji Cheom biết mình không nói lại được, cũng đành phải để cho Bagu khôi phục lại thân phận, sau đó sẽ từ từ tìm cách. Bagu đã thi lấy chức võ quan trở thành cánh tay đắc lực cho điện hạ. Bây giờ anh ta không những phải trả thù cho gia tộc, mà còn phải bảo vệ thật tốt cho Sukyung. Anh ta phải đề cao cảnh giác, cẩn thận chăm bề. Sukyung dùng thân phận là mẫu thân của Cha Don để đi vào trong kinh thành. Ở trong nhà của Bagu, điện hạ sau khi biết được công chúa vẫn còn sống, đã bí mật đến gặp mặt công chúa một lần. Ông muốn dùng danh nghĩa phụ thân để bảo vệ cho con gái. Điện hạ đã cho điều động binh lính bảo vệ cho căn nhà của Bagu, ngay cả một con ruồi cũng không lọt vào được. Cung nữ Jo phụ trách việc ăn uống của cả gia đình, Chun Bae phụ trách tạp dịch. Đại nhân Ji Cheom phái nô tỳ tới nhà giám sát, nhưng lại nhận được lời từ chối. Càng bí ẩn như thế càng thu hút sự tò mò của đại nhân Ji Cheom. Ông ta luôn muốn biết bên trong rốt cuộc là có những bí mật gì, và đây cũng là điều mà điện hạ mong muốn. Trong ông ta như thể đang muốn bảo vệ cho công chúa, nhưng thực tế ông ta vẫn muốn lợi dụng công chúa để làm mồi nhử. Vì để bức ép đại nhân Ji Cheom không thể kìm nén được sự tò mò mà phạm sai lầm, ông ta còn lợi dụng tình cảm Deok dành cho Sukyung để yêu cầu giám sát nhất cử nhất động của đại nhân Ji Cheom. Ông ta cho rằng làm như thế cho dù đại nhân Ji Cheom có bất kỳ động tĩnh nào thì cũng sẽ ngay lập tức thông báo cho biết. Deok vì muốn cứu Sukyung không ngừng nghĩ ra diệu kế, tuy đã ngăn cản được phụ thân tạo phản, cũng bảo toàn được mạng sống của Sukyung và Bagu, nhưng gia tộc anh ta vẫn là đã bị tổn thất nghiêm trọng. Việc đại ca bị giáng chức đã khiến cho đại nhân Ji Cheom vô cùng tức giận, cũng không muốn nghe anh ta giải thích, chuẩn bị kéo anh ta ra để xử lý theo gia pháp. Cô uy hiếp đại nhân Ji Cheom, có phải một mực muốn nói ra những chuyện không nên nói thì ông ta mới có thể tha cho Deok hay không? Deok không hiểu chuyện gì, nhưng anh ta khẳng định những người trong gia đình này có những bí mật mà chỉ mình anh không được biết. Công chúa sau khi dọn vào ở trong nhà lớn thì ra sức tiêu tiền. Cô đi tới cửa hàng bán vải, mua rất nhiều lụa tơ tằm, đồng thời nói với ông chủ tiệm vải rằng cô còn cần nhiều hơn nữa. Ông chủ tiệm vải vừa nhìn thì cảm thấy mình đã gặp được khách hàng lớn. Buổi tối ông ta bèn đóng cửa tiệm, đi tới sòng bạc thì càng tự tin hơn hẳn. Kết quả là ông ta đã thua tới tán gia bại sản. Bagu cùng vài người bạn đã đặt bẫy chơi bài bịp với ông ta. Họ liên thủ để ông ta thua hết toàn bộ tiền. Chun Bae bắt đầu cho vay nặng lãi, ông ta cầu xin Chun Bae cho ông ta vay tiền, trước tiên là dùng vải bông của tiệm vải để đem cầm cố được 100 lượng bạc. Không bao lâu sau thì ông ta đã thua cháy túi rồi lại lấy lụa tơ tằm ra cầm cố. Rất nhanh ông ta cũng thua sạch sẽ, ngày hôm sau Chun Bae bèn dẫn theo người tới tiệm vải để đòi nợ đánh bạc. Người đông thế mạnh, rất nhanh tiệm vải đã bị dọn sạch sẽ. Lúc này Sukyung chạy tới nói rằng người già trong nhà mừng thọ, cộng thêm em chồng đang chuẩn bị cử hành hôn lễ nên cần rất nhiều lụa tơ tằm, ông chủ tiệm vải muốn thông qua vị khách hàng lần này để lấy lại vốn. Ông ta bèn đồng ý với Sukyung, trong thời hạn quy định nhất định sẽ có được lụa tơ tằm mà cô mong muốn. Sukyung bèn đem thông tin này nói lại với Bagu. Thì ra Bagu nhớ ra trước đây khi anh ta còn làm phu khuân vác ở bến cảng, Chun Bae buôn lậu bị lừa gạt, bạn của Bagu trốn thoát nhưng bị thị vệ của đại nhân Ji Cheom truy sát. Anh ta nghi ngờ đại nhân Ji Cheom có tham gia vào vụ buôn lậu, muốn thông qua việc này để nắm được chứng cứ của đại nhân Ji Cheom. Sukyung nhớ ra trước đây khi cô còn sống trong phủ của đại nhân Ji Cheom thì có một cửa tiệm bán vải bấy lâu nay luôn có mối quan hệ mật thiết với gia đình họ. Cô nghi ngờ vải của cửa tiệm vải đó có vấn đề, thế là bèn đưa ra cạm bẫy này khiến cho ông chủ tiệm vải sập bẫy. Rất nhanh ông ta đã cho nhập về một lô hàng lụa tơ tằm. Bagu sau khi biết được thông tin, vài người họ bèn hợp lực để bắt giữ ông chủ tiệm vải, đồng thời từ trên người ông ta lục soát ra được giấy phép kinh doanh do quan phủ phát hành. Dấu ấn được đóng trên giấy phép kinh doanh chính là quan ấn của đại nhân Ji Won Jop. Bagu lập tức tiến cung, lão gian thần Ji Cheom giả vờ thanh liêm nhưng thực chất ở sau lưng ông ta lại vơ vét của cải cho riêng mình. Điện hạ thương thảo với Bagu nên cách chức đại nhân Ji Won Jop ngay bây giờ hay là tiếp tục chờ đợi thời cơ? Bagu cảm thấy vẫn là nên cách chức đại nhân Ji Won Jop trước. Nếu không qua một thời gian, đại nhân Ji Cheom không biết sẽ tiếp tục bày trò gì nữa. Điện hạ suy nghĩ một lát cũng cảm thấy nên làm như thế. Thế là đại nhân Ji Won Jop đã bị cách chức, còn đại nhân Ji Cheom cũng không thể làm gì được. Đứa con trai của ông không có tài, vì tiền tài mà mạo hiểm như thế, cuối cùng bị bại trận trong tay của Bagu. Thực ra Bagu cũng không muốn phản kích nhanh như thế, chỉ là trong lúc anh ta tham dự khoa khảo thì đại nhân Ji Cheom đã cho người giở thủ đoạn, suýt chút là đã lấy đi mạng sống của Bagu. Rất may là điện hạ đã phát hiện kịp thời hành động nham hiểm của đại nhân Ji Cheom, bèn ra lệnh cho đại nhân Kim Ja-jeol giao trước cho Bagu một bộ áo chống đạn. Tuy anh ta đã bị thương nhưng rất may không nguy hiểm tới tính mạng. Bagu không ngờ là đại nhân Ji Cheom lại sốt ruột muốn lấy mạng của anh, thế là bèn muốn làm chút gì đó để cho đại nhân Ji Cheom biết anh ta không phải là một người yếu hèn, cũng biết cách phản kháng lại. Đại nhân Ji Won Jop bị cách chức, đại nhân Ji Cheom không thể không quản. Ông ta vẫn muốn níu kéo cơ hội cuối cùng, bèn mua trục ngự y để hạ độc điện hạ. Điện hạ sau khi uống thuốc thì trở nên bất tỉnh nhân sự. Đại nhân Ji Cheom nhanh chóng nắm bắt lấy thời cơ, xúi dục các đại thần trong triều, quốc gia không thể một ngày không có vua. Bèn tìm tới thế tử để đại diện nghe chấp chính. Thượng quan Kim tư duy nhạy bén, bà ta phát giác ra được thuốc của điện hạ có vấn đề, bèn yêu cầu thị vệ thân cận bên cạnh điện hạ giết chết ngự y. Đại nhân Ji Cheom hoàn toàn không quan tâm sống chết của ngự y, mục đích cuối cùng của ông ta đã đạt được. Thế tử chấp chính không giải quyết được vấn đề gì cả, vừa bước ra là đã cho khôi phục lại chức quan của đại nhân Ji Won Jop. Nỗi khổ cực của điện hạ và Bagu xem như đổ sông đổ biển. Vợ cũ đánh đá của Bagu chê bai anh ta nghèo khổ, đã bỏ chạy biệt tích theo trai ngay trong đêm khuya, để lại Cha Don lúc đó vẫn còn đang bú sữa mẹ. Chính một tay Bagu và Chun Bae đã tìm mọi cách nuôi dưỡng Cha Don khôn lớn, cho tới khi họ gặp được công chúa Sukyung thì anh ta và Cha Don mới từ từ có một cuộc sống an nhàn hạnh phúc. Người phụ nữ đầy tâm cơ nhìn thấy Bagu sống tốt hơn, bèn quay trở về nhà. Việc này khiến cho Sukyung trở tay không kịp. Lúc này thái độ của mẹ Bagu đối với Sukyung dần dần có sự thay đổi. Tuy Sukyung nói mình là một dân thường thấp kém nhưng khí chất lan tỏa ra từ trong ra ngoài của cô thì lại không thể nào nguy tạo ra được. Nói năng nhỏ nhẹ dịu dàng, không tranh chấp không giành giật, dạy dỗ lễ nghi cho em gái Bagu. Khi em gái Bagu đau lòng, cô lại ở bên cạnh bầu bạn. Cô có kiến thức hiểu lý lẽ. Sukyung tận tâm đã phát hiện ra mẹ của Bagu gần đây thường xuyên đi tiểu, bèn viết ra cho bà một phương thuốc mang tới tận phòng. Em gái và mẹ của Bagu dần dần đã xem Sukyung như là người thân trong nhà, càng lúc càng yêu thương Sukyung. Khi mẹ và em gái của Bagu đang ăn bánh ngọt do Sukyung làm ra thì lúc này nghe thấy bên ngoài có tiếng hét lớn. Ra ngoài vừa nhìn một người phụ nữ đang diễu võ dương oai ngoài với Sukyung. Cô ta tức giận, hỏi cô ta là ai, tại sao lại động tay động chân với con dâu của bà ta. Người phụ nữ tâm cơ vừa nhìn thấy Sukyung cùng cung kính kính gọi mẫu thân. thì phút chốc đã thu lại bộ mặt đanh đá khi nãy, tỏ vẻ mặt thương xót, cung cung kính kính cũng gọi mẫu thân và tự xưng mình chính là mẹ ruột của Cha Don. Mẹ của Bagu vô cùng kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Sukyung, muốn tìm ra một đáp án khác trên gương mặt của Sukyung, chỉ là không thể ngờ được, Sukyung lại nói với mẹ Bagu rằng có lẽ người phụ nữ này chính là mẹ ruột của Cha Don. Mẹ Bagu vừa nghe, trò đùa gì thế này, không ngờ Sukyung lại không phải là mẹ ruột của Cha Don. Bà ta tức đến mức suýt ngất đi. Sukyung không nói câu nào cả, còn người phụ nữ này thì thao thao bất tuyệt một câu tiếp một câu. Mẹ Bagu tức giận bảo cô ta im miệng, bây giờ bà ta chỉ muốn nghe Sukyung giải thích tại sao cô lại lừa dối bà ta. Mẹ và em gái Bagu thông qua sự tiếp xúc trong nhiều ngày đều tin tưởng vào nhân cách của Sukyung, hy vọng biết được sự thật bất đắc dĩ của cô, và rồi Sukyung chỉ là nói lời xin lỗi. Chun Bae biết được người phụ nữ đó đã quay trở về, ông tức giận kéo tay muốn ném cô ta ra ngoài, vừa kéo vừa nói cho mẹ Bagu biết sự thật người phụ nữ này đã bỏ rơi Bagu và Cha Don như thế nào, sau đó cô ta lại chạy theo người đàn ông khác, còn ông ta cực khổ như thế nào để cùng Bagu nuôi lớn Cha Don. Mẹ Bagu nghe xong thì tức giận điên người, trong thiên hạ này không ngờ lại có người phụ nữ mặt dày như thế, bèn yêu cầu Chun Bae nhanh chóng đuổi cổ cô ta ra ngoài, nhưng người phụ nữ này không biết lấy từ đâu ra một tấm bài. Tấm bài tượng trưng cho thân phận, mẹ Bagu vừa nhìn tấm bài thì lập tức ngăn Chun Bae lại. Sukyung tốt mọi mặt, chỉ là không có xuất thân tốt, nếu như thân phận của người phụ nữ này cao quý, vậy thì sau này Cha Don sẽ có thể làm quan rồi. Sau khi suy nghĩ thì dự định, đợi con trai trở về rồi mới đưa ra quyết định, vào lúc này Bagu đang rơi vào vũng lầy thăm thẳm. Anh ta không biết trong nhà đang xảy ra những việc phiền phức như thế, thế tử chấp chính đã cho khôi phục lại chức quan của đại nhân Ji Won Jop. Mục đích của đại nhân Ji Cheom đã đạt được, tiếp theo sau ông ta muốn triển khai điều tra bí mật bên trong phủ của Bagu. Ông ta biết chính Bagu đã bắt cóc công chúa mang đi, do đó ông ta cảm thấy công chúa vẫn chưa chết, đồng thời đang ẩn mình trong phủ của anh ta, đây chính là bí mật. Nhưng Bagu lại cản trở kế hoạch của ông ta, thế là ông ta dự định cho điều động Bagu đi ra ngoài, tiện thể giết luôn anh ta thì càng tốt, nhưng lại không thể tự mình ra tay được, thế là nhân lúc thế tử đang chấp chính, ông ta đã xúi giục các đại thần cho điều phái Bagu đi làm quan tuyên truyền để thăm dò động tĩnh của tướng quân Triều Minh, lúc này đang ở Liêu Đông để chuẩn bị cho cuộc chiến hậu Kim. Ông ta tìm đủ mọi cớ, xin lương thảo từ phía điện hạ, thỉnh cầu thế tử cho điều phái Bagu đi nắm bắt tình hình thực tế tại đó, vì để thuyết phục mọi người, ông ta cũng cho con trai út của mình là Deok đi cùng. Chuyến đi này thập tử nhất sinh, bởi vì đại nhân Ji Cheom đã sớm cho người mai phục ám sát Bagu. Lúc này ở trong nhà Bagu, một ngọn núi không thể có hai con hổ, vợ cũ vừa quay về thì lập tức đuổi Sukyung từ phòng chính ra ngoài, cướp hết toàn bộ quần áo của cô, bắt ép cô đi đổ nước tiểu đêm, còn có công chúa nào đáng thương hơn cô nữa hay không? Bây giờ Sukyung không có tâm tư gây chuyện với cô, bởi vì hiện tại Bagu chưa biết sống chết thế nào, nên cô vô cùng lo lắng. Bagu bị lão gian thần Ji Cheom đều phải đi làm quan tuyên truyền, vì để thuyết phục các đại thần, ông ta đã cho con trai Deok của mình đi cùng với anh ta, rồi lại phái người ám sát Bagu. Đồng thời nói với Deok, ông ta cho anh cơ hội cuối cùng này, nhất định phải trừ khử được Bagu, nếu không thì sẽ không được về nhà nữa. Đại nhân Ji Cheom lần này đã hạ quyết tâm, nhất định phải giết chết Bagu, chỉ là Deok lương thiện, tuy anh ta với Bagu là tình địch, nhưng anh ta không thể nào dương mắt ra nhìn Bagu chết đi như thế, bản thân anh ta cũng không thể ra tay được, anh ta đã đỡ một viên đạn thay cho Bagu, đang chỉ còn thoi thóp, rồi lại bị quân hậu Kim bắt được. Tuy nhiên ở đây họ gặp được đại tướng quân đang bị quân hậu Kim bắt làm tù binh. Ông ta đã lục tìm được một lá thư trên người của Deok, là lá thư gửi qua lại giữa thủ lĩnh Triều Minh và đại nhân Ji Cheom. Đại nhân Ji Cheom yêu cầu thủ lĩnh Triều Minh giết chết Bagu, đại tướng quân không hiểu tại sao lại đi giết người của mình. Bagu giải thích rằng vì quyền lực, điều này khiến cho đại tướng quân chết lặng. Ông ta vì muốn bá tánh chịu ít đau khổ hơn nên đã nhẫn nhục gánh lấy trọng trách đi làm tù binh chiến tranh cho quân hậu Kim, nhưng triều đình lại vì cuộc chiến tranh giành quyền lực mà tự gây chiến nội bộ bên trong. Bagu nói rằng sẽ không để xảy ra chiến tranh với quân hậu Kim. Anh ta thỉnh cầu đại tướng quân viết thư cho đại nhân Ji Cheom, để cho đại nhân Ji Cheom làm việc với tướng quân Triều Minh, yêu cầu ông ta không được bước ra khỏi địa phận của mình. Hai người mang theo lễ vật mà quân hậu Kim tặng cho điện hạ và cả một lá thư viết cho đại nhân Ji Cheom. Hiên ngang quay trở về kinh thành, vô dĩ tưởng rằng Bagu và Deok sẽ không thể trở về, không ngờ họ lại mang theo tin tốt lành quay về. Bagu thỉnh cầu điện hạ hãy viết thư cho tướng quân Triều Minh, yêu cầu ông ta không được rời khỏi địa phận của mình. Nhà hậu Kim cũng sẽ có hành động để ủng hộ việc này. Khi cố tạo ra tiếng vang như thế thì cả hai bên sẽ không có ai dám động tới ai nữa, ba tánh sẽ có thể an cư lập nghiệp. Không ngờ đại nhân Ji Cheom muốn đưa Bagu vào chỗ chết, nhưng Bagu lại lập công to quay trở về. Điện hạ đã để lộ nụ cười hài lòng mà đã từ lâu không được nhìn thấy. Đại nhân Ji Cheom biết được Bagu quay về, lập tức vào cung thỉnh cầu điện hạ đưa Bagu và Deok quay trở về biên giới thêm một lần nữa. Điện hạ lấy ra lá thư mà quân hậu Kim viết cho đại nhân Ji Cheom. Nội dung bên trong lá thư đã chứng tỏ được mối quan hệ qua lại mật thiết giữa hậu Kim và đại nhân Ji Cheom, đồng thời đã cùng giao ước sẽ khuyên tướng quân Triều Minh rút quân. Điện hạ hỏi đại nhân Ji Cheom nếu như ông ta đã cấu kết với ngoại tộc thì để cho ông ta đi tuân thủ giao ước, viết thư gửi cho tướng quân Triều Minh, nếu không khi hậu Kim đánh vào đây thì hậu quả sẽ do ông ta gánh vác. Điện hạ để cho ông ta tự lựa chọn là viết thư hay là cho ông ta lương thảo, ông ta tự quyết định. Đại nhân Ji Cheom bị đổ oan, nhân chứng vật chứng đều có đủ, dạo biển cũng không có tác dụng. Chiêu này của Bagu quả thực quá xuất sắc. Bagu vừa trở về thì lập tức muốn đi tìm Sukyung. Rời khỏi nhà bao nhiêu ngày, không biết người phụ nữ mà anh ta ngày đêm mong nhớ đang làm gì. Bèn vui mừng khôn xiết chạy tới phòng của Sukyung. Cung nữ Jo vội vàng kéo anh ta lại, nói rằng Sukyung không ở trong gian phòng chính mà bây giờ đang ở trong phòng nhỏ. Bagu vô cùng kinh ngạc. Cung nữ Jo nói xong thì lại im lặng. Anh ta nhìn ra được trong nhà đã xảy ra chuyện rồi. Lúc này vợ cũ nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, biết được ngày tháng diễu võ dương oai của mình đã tới lúc kết thúc rồi, bèn giả vờ ngủ say. Bagu đưa tay ra kéo cô ta ra ngoài, trông giống như ném một chú gà con mà ném cô ta ra cửa. Vợ cũ khẩn cầu không được đối xử với cô ta như thế, bởi vì cô ta biết được bí mật bên trong phủ. Sukyung chính là công chúa đúng không? Bagu vừa nghe thì phút chốc trợn tròn mắt, người phụ nữ này lại nhân cơ hội chạy trở vào trong phòng. Quả thực là mặt dày không tả nổi. Mẫu thân đã gọi Bagu lại, bảo anh ta vào phòng và nói với anh ta về tương lai của Cha Don. Nói xong bèn lấy tấm bài của người phụ nữ đó ra. Vì Cha Don nên hãy giữ người phụ nữ đó ở lại đây đi. Tuy Sukyung rất tốt, nhưng cô không phải là quý tộc. Bagu nhìn thấy mình không thể thuyết phục được mẫu thân, trong lúc sốt ruột bèn nói ra sự thật. Sukyung chính là công chúa điện hạ, là con gái duy nhất của quân vương, cũng là con dâu của đại nhân Ji Cheom. Sau đó anh ta đem chuyện bắt cóc công chúa như thế nào, rồi lại bỏ trốn ra sao, cuối cùng bằng cách nào mà cô đã giúp họ khôi phục lại thân phận kể hết ra cho mẫu thân biết. Mẫu thân vô cùng kinh ngạc, nhưng nghĩ cũng đúng, tố chất và khí chất của Sukyung không giống người bình thường. Chỉ là bây giờ Sukyung sống ở đây thì họ sẽ rất nguy hiểm. Mẫu thân biết rất rõ thủ đoạn tàn độc của đại nhân Ji Cheom. Bà ta biết rất rõ gia tộc của chính bà ta, làm thế nào mà bị ông ta diệt môn. Bây giờ chắc chắn là ông ta đã muốn giết tất cả mọi người. Trên thế giới này không có bức tường nào mà gió không lọt qua. Cuối cùng họ vẫn phải đối diện với cuộc trốn chạy. Mẫu thân suy nghĩ rất lâu, bèn yêu cầu Bagu đưa Sukyung ra khỏi phủ. Nhưng Bagu sao có thể đồng ý được, anh ta đã đem lòng yêu Sukyung sâu đầm. Mẫu thân vì hạnh phúc của con trai cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua, nhưng người phụ nữ trong nhà thì phải làm sao? Cô ta một mực không chịu đi, tự xưng mình là mẹ ruột của Cha Don. Mẹ ruột không thể nào rời bỏ con trai của mình, nói mà không biết ngượng. Cuối cùng đã quyết định đem giam giữ cô ta trong nhà củi, lần này đổi lại là cô ta làm người hầu rồi. Bagu bảo Chun Bae canh chừng người phụ nữ này. Deok phát hiện thị vệ bên cạnh phụ thân gần đây luôn đi tìm một người phụ nữ bán hàng rong, hỏi ra thì mới biết anh ta tới phủ của Bagu để dò xét tin tức về công chúa. Deok trực tiếp chạy tới báo tin cho Sukyung biết. Chun Bae nhìn thấy Deok tới tìm Sukyung, bèn chất vấn cung nữ Jo. Tại sao lại để cho Deok gặp công chúa? Cung nữ Jo cũng là phục tùng mệnh lệnh mà thôi. Đồng thời cô tin chắc Deok sẽ không hại công chúa. Hai người nói chuyện một lúc thì bỗng cãi nhau, càng cãi thì càng hăng, tai vách mạch rừng nên đã bị người phụ nữ đó nghe thấy. Người phụ nữ này khi nhìn thấy mình không nhận được lợi ích gì, bèn lấy hết tất cả những thứ có giá trị trong nhà và bỏ trốn. Cô ta đi theo người phụ nữ bán hàng và đi tới phủ của đại nhân Ji Cheom. Ngay lập tức cô ta đã đem thông tin công chúa Sukyung đang ở trong phủ của Bagu nói ra cho đại nhân Ji Cheom biết. Nói xong thì phấn khởi chờ đợi, đại nhân Ji Cheom sẽ cho cô ta chút lợi lộc, nhưng không ngờ cô ta đã bị đại nhân Ji Cheom cho người bắt trói lại. Đại nhân Ji Cheom là người như thế nào? Ai lật đổ xe ông ta thì ông ta sẽ lập tức phản kích lại. Deok muốn đi báo tin nhưng đã bị thị vệ bên cạnh đại nhân Ji Cheom đánh ngất từ phía sau, còn Bagu thì đã vào cung từ sớm. Đại nhân Ji Cheom mang theo một nhóm người ngựa, vô cùng hùng hổ đi tới phủ của Bagu, dù cho có phải lục tung cả phủ lên thì cũng phải tìm cho bằng được công chúa. Nhưng thật sự không thể nào ngờ, công chúa lại hiên ngang mở cửa, bình tĩnh bước ra ngoài diện kiến, cung kính hành lễ với đại nhân Ji Cheom. Cô không gọi ông là phụ thân, mà là thốt lên một tiếng đại nhân Ji Cheom. Đại nhân Ji Cheom phút chốc cười phá lên. Sukyung không tự ti không kiêu ngạo nhìn thẳng vào đại nhân Ji Cheom. Không gọi là đại nhân Ji Cheom, vậy gọi là gì? Chẳng lẽ còn phải gọi ông là phụ thân hay sao? Con dâu của ông chẳng phải đã qua đời rồi hay sao? Vì quyên sinh hay là vì người đàn ông chưa bao giờ gặp mặt? Đại nhân Ji Cheom nói rằng tính tình công chúa quả thực đã thay đổi. Sukyung nói với đại nhân Ji Cheom, không phải là thay đổi, mà đây mới đúng là diện mạo thật sự vốn có của cô. Đại nhân Ji Cheom nói rằng không sao cả, sau này sẽ không còn cơ hội được nhìn nữa. Nói xong thì thị vệ bên cạnh ông ta rút dao ra. Bagu vội vàng chạy tới, lớn tiếng gầm lên dừng tay và trực tiếp đứng đỡ ngay trước mặt Sukyung. Ji Won Jop trông như con chó sói nghe răng nanh của mình. Nhưng Bagu đến đây lại không phải đến một mình, anh ta còn dẫn theo rất nhiều bá tánh. Lần trước bị đại nhân Ji Cheom phái đi làm quan tiền truyền thập tử nhất sinh, kết quả anh ta đã lập được công to quay trở về. Điện hạ đã thưởng lương thực cho anh ta, nên Sukyung đã đem bố thí cho bá tánh nghèo khổ. Tuy nói rằng đó không phải là bổn ý của đại nhân Ji Cheom, nhưng cũng là bởi vì đại nhân Ji Cheom nên mới có số lương thực này đem cứu tế cho bá tánh. Xem ra còn phải cảm ơn đại nhân Ji Cheom đấy. Câu nói này như vả thật mạnh vào mặt đại nhân Ji Cheom. Bá tánh biết được phu nhân gia đình này gặp nạn nên tất cả đã chạy tới. Đại nhân Ji Cheom không dám làm gì Sukyung, tuy con trai trưởng của ông ta vẫn đang rất ngông cuồng, nhai răng ra như muốn cắn người, nhưng đại nhân Ji Cheom không ngốc, ban ngày ban mặt đồng thời còn ở trước mặt bao nhiêu bá tánh. Ông ta không thể lựa chọn ra tay vào lúc này, đành phải dẫn quân quay trở về, chỉ là ông ta không thể cam tâm bỏ qua chuyện này. Tuy điện hạ đã biết được Sukyung vẫn còn sống, nhưng Sukyung chính là một quả bom nổ chậm, nói không chừng ngày nào đó điện hạ lại lấy Sukyung ra làm vật hy sinh. Bất luận thế nào thì Sukyung cũng phải chết, Bagu cũng không ngốc, anh ta biết muốn bảo vệ thật tốt cho Sukyung thì giữa anh ta và đại nhân Ji Cheom nhất định sẽ phải xảy ra một cuộc chiến. Đêm hôm khuya khoắt, đại nhân Ji Cheom đã phái binh lính của mình lẻn vào trong phủ của Bagu, chỉ là họ đã không tìm thấy được bóng dáng người trong nhà từ lớn đến bé ở đâu cả. Bọn chúng tiếp tục lục soát khắp nơi, kết quả ở một nơi không xa phát hiện cả gia đình. Không nói không rằng đã rút dao ra, Bagu liều mình bảo vệ cho Sukyung, xem ra phía đại nhân Ji Cheom đã hạ quyết tâm không để một ai sống sót. Mỗi một đao đều vô cùng chí mạng. Lúc này Deok từ trên cao nhảy xuống. Sukyung chính là người phụ nữ, từ lúc anh ta hiểu chuyện tới nay anh ta đã vô cùng yêu thương, cũng là người mà anh ta dù có phải bỏ mạng cũng phải bảo vệ. Phụ thân quỳ xuống trước mặt con trai, cuối cùng Deok đã biết được chân tướng sự thật. Tại sao anh ta không thể nào có được Sukyung? Tại sao khi anh ta phạm sai lầm, phụ thân chỉ là đơn giản nói vài câu thì cho qua mọi chuyện, và khi đại ca phạm sai thì phụ thân lại phê bình rất nghiêm khắc? Anh ta tưởng rằng là vì phụ thân thiên vị mình, chính vì thế nên gặp phải sự đố kỵ của đại ca. Do đó bấy lâu nay đại ca luôn không thích anh ta. Người phụ nữ mà anh ta đã để ý từ khi còn là một đứa trẻ ngây thơ, nhưng cô lại khuyên anh ta từ bỏ. Lần này phụ thân biết được Sukyung vẫn còn sống, nhất định sẽ nảy sinh ý định giết người, anh ta nhất định phải cứu Sukyung. Sau đó cùng Sukyung cao chạy xa bay, lúc này binh lính đã cho bao vây Sukyung và gia đình của Bagu, Deok kịp thời xuất hiện ngăn cản thị vệ. Bagu vừa nhìn là đã nhận ra anh ta, đột nhiên đang hỏa sáng bừng lên, chỉ nghe thấy một tiếng hét lớn. Sukyung không hiểu tại sao phụ hoàng lại không trực tiếp trừ khử đại nhân Ji Cheom, chỉ bằng việc cô vẫn còn sống là đã có thể trị tội của đại nhân Ji Cheom rồi, không phải sao? Điện hạ nói rằng ông ta rất xấu hổ, ông ta là phụ thân của Sukyung, càng là vua của một nước. Chỉ là binh lực trong tay ông ta bây giờ không bằng đại nhân Ji Cheom. Lúc này vẫn chưa phải là lúc đối đầu trực diện với đại nhân Ji Cheom. Sukyung thấu hiểu nỗi khó khăn của phụ hoàng, cô nói với phụ thân rằng cô muốn kết hôn với Bagu, thỉnh cầu phụ thân đồng ý để cô có thể sống với thân phận là thê tử của người khác, chứ không muốn sống bằng thân phận con gái của ông ta. Bởi vì trên thế giới này con gái của ông ta là một người đã chết rồi và được chôn cất trong nghĩa trang của gia tộc đại nhân Ji Cheom. Điện hạ không đồng ý, Sukyung nói với phụ hoàng, cô đã đem lòng yêu Bagu, cho dù chỉ có thể đường chính là thê tử của Bagu chỉ trong một ngày thì cô cũng cam tâm tình nguyện. Điện hạ không nói được lời nào, sau khi ra ngoài thì đi thẳng tới phủ của đại nhân Ji Cheom. Đại nhân Ji Cheom giả vờ không được khỏe, từ chối gặp điện hạ. Điện hạ đứng bên ngoài cửa, nói những lời chân thành với đại nhân Ji Cheom. Việc của Sukyung hãy chấm dứt ở đây, hai bên cũng đừng nên lợi dụng Sukyung nữa, việc này xem như chôn giấu ở đây. Vào lúc này loạn trong giặc ngoài, số phận của quốc gia trông như ngọn nến trước gió, nên đừng để nội bộ đấu đá, hoài nghi lẫn nhau trở mặt thành thù. Điện hạ cần có sự phò trợ của đại nhân Ji Cheom thì mới có thể xây dựng nên một quốc gia hùng mạnh. Những lời này đã quá rõ ràng rồi, điện hạ đang cho đại nhân Ji Cheom một con đường lui. Chỉ là lão già Ji Cheom không biết điều này, vào ngày hôm sau, không ngờ đã cho người dán cáo thị, nói rằng điện hạ vơ vét của cải của dân chính là vì để xây dựng cung điện. Hôn quân bất tài còn lập mưu với cung nữ của mình để giết hại thủ thúc của mình. Điện hạ đã yêu cầu Deok đọc cáo thị, Deok đã làm theo, điện hạ không thể làm gì được đại nhân Ji Cheom. Không ngờ lại lấy Deok ra khai đao, hỏi Deok có phải đã từ bỏ Sukyung rồi hay không. Nếu không thì hãy đi tìm kiếm chứng cứ phạm tội của đại nhân Ji Cheom. Chỉ khi thực sự nắm bắt được cái đuôi của đại nhân Ji Cheom, bắt ông ta tự động rút lui khỏi phe phái thì mới được. Deok cảm thấy khó xử, anh ta đi tới thư phòng của phụ thân, lấy đi lá thư liên danh khởi xướng tạo phản của phụ thân và các đại thần. Trong lúc anh ta đang do dự chưa dứt khoát thì lúc này đại nhân Ji Cheom đột nhiên xông thẳng vào, nhưng ông ta đã không ngăn Deok lại mà là rút kiếm ra quỷ dưới đất. Deok vô cùng ngỡ ngàng, đại nhân Ji Cheom muốn tạo phản nhưng bản thân ông ta làm quân vương thì không nhận được sự ủng hộ của mọi người. Ông ta đã nghĩ tới người thích hợp nhất cho lựa chọn này, chắc chắn người đó không phải là thế tử. Thế tử sau khi lên ngôi nhất định sẽ trả thù cho điện hạ. Tới khi đó họ vẫn sẽ rơi vào trong cuộc chiến tranh giành quyền lực tiếp theo. Ông ta quyết định đem vị trí quân vương hoàn trả lại cho người vốn dĩ sở hữu nó, đó chính là Deok. Deok không phải là con ruột của ông ta, mà là đứa con trai của cô và anh trai điện hạ. Cha ruột của Deok vì cuộc chiến quyền lực nên đã bị lưu đẩy tới biên cương, trên đường đi đã bị giết hại, cũng có nghĩa Deok và Sukyung chính là hai anh em họ. Còn cô chính là mẫu thân của anh ta. Deok sau khi biết được sự thật thì như sét đánh ngang tai. Anh ta nên giao chứng cứ lại cho điện hạ, hay là trông giống như phụ thân của mình, lựa chọn tạo phản để bản thân lên làm quân vương. Bất luận lựa chọn thế nào thì mục đích của anh ta cũng chỉ có một, đó chính là có được công chúa. Sáng tinh mơ, mẫu thân cười híp mắt hỏi con trai: "Tối hôm qua ngủ có ngon không? Có mơ thấy giấc mơ tươi đẹp không?" Con trai tỏ vẻ mặt ngơ ngác, mẫu thân cho là con trai đang cảm thấy rất ngại ngùng rồi. Buổi tối hôm qua, mẫu thân nhìn thấy trước cửa phòng con trai có đặt hai đôi giày là của công chúa và Bagu nên trong lòng vô cùng vui mừng. Gia đình Bagu đang yên bình hạnh phúc, nhưng về phía Deok, anh ta vì công chúa, có thể nói là chuyện gì anh ta cũng có thể làm ra được. Anh ta sau khi biết được chân tướng sự thật, phụ thân mà bấy lâu nay anh ta luôn kính yêu lại trở thành cậu của mình, cô mới là mẫu thân ruột thịt, còn công chúa Sukyung lại là em họ của mình. Sự biến hóa đầy kịch tính và hoang đường này khiến cho Deok thật sự không thể chịu nổi. Điện hạ và cả đại nhân Ji Cheom đều đang lợi dụng tình yêu anh ta dành cho Sukyung. Chỉ có mẫu thân của mình mới nhìn thấu đáo mọi việc anh ta tạo phản trở thành quân vương. thì Sukyung nhất định sẽ ở bên cạnh anh ta hay sao? Ngược lại, chắc chắn cô sẽ rất căm hận anh. Ngoài ra, người đã giết hại phụ thân của Deok cũng không phải là Điện Hạ, kẻ thù giết cha thật sự chính là đại nhân Ji Cheom. Deok đã lấy lại bình tĩnh. Có lẽ tình yêu thật sự chính là sự bảo vệ âm thầm. Cuối cùng anh ta đã lựa chọn buông tay. Đại nhân Ji Cheom uy hiếp Điện Hạ phải thu hồi lại mệnh lệnh phục hồi thân phận cho Bagu, đồng thời còn yêu cầu Điện Hạ giao công chúa cho ông ta, nếu không ông ta sẽ lấy ra chứng cứ Điện Hạ giết hại Tiên Vương để cho hành động độc ác của Điện Hạ bị công khai ra ngoài. Năm xưa Tiên Vương chính là đã ăn vào cái bánh gạo nếp do Điện Hạ mang tới nên mới bị trúng độc mà chết. Đại nhân Ji Cheom và Thượng Quan Kim âm mưu hạ độc, Điện Hạ biết rõ sự tình nhưng lại không ngăn cản, đồng thời còn đích thân mang tới cho Tiên Vương. Vì lẽ đó nên đại nhân Ji Cheom đã nắm được chứng cứ của Điện Hạ và Thượng Quan Kim. Ông ta cũng đã để lại đường lui cho mình bằng cách đem giấu đi người đầu bếp mà năm xưa đã làm ra cái bánh gạo nếp đó. Bây giờ vì muốn hoán đổi công chúa và thân phận của Bagu, ông ta lại bắt đầu lôi chuyện này ra. Điện Hạ thật sự bị ông ta làm cho tức điên lên. Những đại thần ủng hộ việc tạo phản không hiểu được hành động lần này của đại nhân Ji Cheom, muốn tạo phản thì trực tiếp giết vào trong cung bức ép Điện Hạ thoái vị. Chẳng phải đã xong việc rồi ư? Còn cần có công chúa và thân phận của Bagu để làm gì? Đại nhân Ji Cheom có tính toán của riêng mình, ông ta làm những việc này chủ yếu là để chứng minh bản thân mình có thực lực. Điện Hạ ngay cả con gái của mình cũng không thể bảo vệ được thì việc tạo phản nhất định sẽ càng có thêm nhiều người ủng hộ. Điện Hạ vì quyền lợi nên đã một lần nữa từ bỏ Sukyung, chủ động giao công chúa cho đại nhân Ji Cheom. Rồi công chúa hoàn toàn không biết gì cả, vẫn còn tưởng phụ thân đang bảo vệ cho cô. Cô đã nói với Điện Hạ rằng cô và Bagu đã trở thành phu thê thật sự, tưởng rằng phụ hoàng sẽ nể mặt mình mà bảo vệ cho cả Bagu. Không thể ngờ rằng Điện Hạ không những hạ lệnh thu hồi lại thân phận của Bagu mà còn ra lệnh khai quan, dùng roi đánh vào thi thể của những nam đinh đã chết trong gia tộc Bagu. Điều này khiến cho thị vệ luôn đi theo bên cạnh Điện Hạ cũng cảm thấy sợ hãi. Công chúa bị đại nhân Ji Cheom giam giữ, tới lúc này cô mới ngộ ra được, phụ hoàng một lần nữa đã đẩy cô vào trong hố sâu thăm thẳm. Cô không muốn nói thêm gì cả, chỉ cầu xin phụ hoàng có thể tha cho Bagu. Đại nhân Ji Cheom uy hiếp Deok, chỉ cần anh ta đồng ý ngoan ngoãn ngồi lên vương vị thì công chúa sẽ là của anh ta. Công chúa đã bị bắt cóc, Deok chỉ cần hợp tác ngồi lên vương vị, vậy thì công chúa sẽ có thể trở thành người phụ nữ của anh ta. Đại nhân Ji Cheom đang muốn lợi dụng công chúa để bức ép anh ta tạo phản. Deok trong lòng hiểu rất rõ, anh biết phải lựa chọn như thế nào. Công chúa đã bị bắt giam lại, thị vệ bên cạnh đại nhân Ji Cheom nhìn thấy xung quanh không có ai, bèn lén lút nói với công chúa, bảo cô đừng lo lắng, Deok sẽ nghĩ cách cứu cô ra ngoài. Thị vệ bên cạnh đại nhân Ji Cheom này tên là Dejun, thì ra anh ta chính là cận vệ trung thành nhất bên cạnh cha ruột của Deok. Anh ta sau khi nói xong với công chúa thì lại đi tìm Bagu, đem kế hoạch giải cứu công chúa nói lại với anh ta. Về phía này, Deok nói với đại nhân Ji Cheom rằng anh ta đồng ý hợp tác tạo phản để ngồi lên ngai vàng, nhưng trước đó anh ta muốn đi cùng công chúa để bái tế người cha ruột thịt của mình. Đại nhân Ji Cheom không biết Deok lại muốn giở cho gì, nhưng ông ta khẳng định là Deok sẽ không thể gây nên cơn sóng lớn nào cả, bèn đồng ý với anh ta, nhưng ông ta yêu cầu được đích thân dẫn theo người đi cùng Deok. Dejun đã bỏ lại phía sau những người mà Ji Won Jop dẫn theo. Ji Won Jop vừa đi vừa la mắng vì không tìm được đường đi. Về phía đại nhân Ji Cheom, họ đi tới một con đường nhỏ vắng lặng. Đột nhiên Deok lớn tiếng bảo mọi người dừng lại, nói rằng công chúa cần phải đi vệ sinh. Dejun đề nghị hãy nghỉ ngơi một lát. Trước mắt đại nhân Ji Cheom vẫn vô cùng tin tưởng vào Dejun, thế là bèn gật đầu đồng ý. Vừa mới xuống ngựa thì Bagu đã dẫn theo một nhóm người chạy tới. Dejun rút dao ra bảo đại nhân Ji Cheom yên tâm, anh ta sẽ trông chừng công chúa. Về phía này, Bagu và Deok giả vờ như đang giao tranh ác liệt, không phân định thắng thua để kéo dài thời gian. Dejun nhắm chuẩn thời cơ dẫn công chúa đi mất. Bagu nhìn thấy đã tới thời điểm, bèn rút quân bỏ chạy. Deok đuổi theo ở phía sau. Vào lúc này bên cạnh đại nhân Ji Cheom không có ai cả. Bagu tới để cứu công chúa, tại sao chưa kịp cứu thì đã chạy mất rồi? Đại nhân Ji Cheom đột nhiên cảm thấy có điều không ổn. Công chúa đã trốn thoát. Tới lúc này lão già xảo quyệt Ji Cheom đã ngộ ra, ông ta đã bị cả một đám thanh niên chơi khăm rồi. Deok chuẩn bị quay lại để giết chết đại nhân Ji Cheom, như thế sau này công chúa mới có thể bình an vô sự được. Anh ta nói lời cáo biệt Bagu và công chúa, đi tới trước mặt của đại nhân Ji Cheom rút kiếm ra. Một kiếm này đâm xuống thì ân oán giữa anh ta và đại nhân Ji Cheom sẽ được chặt đứt hoàn toàn. Chỉ là Deok vẫn còn quá lương thiện, cuối cùng anh ta vẫn không thể nào ra tay được. Anh ta yêu cầu đại nhân Ji Cheom hãy đi tìm một nơi mà ẩn nấp, đừng nghĩ tới việc mưu phản nữa, nếu không lần sau anh ta sẽ không tha cho ông ta. Anh ta bỏ xuống thanh kiếm trong tay, quay lưng lại dự định bỏ đi. Đại nhân Ji Cheom vừa nghe nếu như anh ta đã nói là sẽ không tha cho mình, vậy thì ông ta sẽ giết anh ta trước để trừ hậu họa. Thế là một kiếm đâm xuyên qua ngực của Deok. Deok dù thế nào cũng không thể ngờ được, anh ta xem đại nhân Ji Cheom là phụ thân, nhưng đại nhân Ji Cheom chỉ xem anh ta như là con cờ trong tay mình. Trái tim anh ta đã thật sự chết lặng, mạng sống cũng không còn nữa. Trước khi về với người cha dưới âm tào địa phủ, anh chúc Bagu và Sukyung phải thật hạnh phúc. Phía Ji Won Jop anh ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc, đi vào trong cung tìm kiếm công chúa ở khắp nơi, chỉ là sau đó anh ta đã bị Bagu bắt giữ, bức ép anh ta viết một lá thư gửi cho đại nhân Ji Cheom để ổn định, tránh việc ông ta bỏ trốn. Bagu dẫn theo người ngựa đi thẳng tới phủ của Ji Cheom để chất vấn ông ta. Bộ phim đến đây là kết thúc. Nếu muốn biết tình tiết tiếp theo của bộ phim thì hãy like và đăng ký ủng hộ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.